Phút mặc niệm và cầu nguyện để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương, các vị anh hùng liệt nữ và các vị nhân sĩ đã đóng góp trí tuệ, sức lực, xương máu để bồi đắp nên dãy Giang Sơn gấm vóc là nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam. Đặc biệt để tưởng nhớ công đức hai Bà Trưng Bà Triệu đánh đuổi quân Đông Hán, Ngô Quyền đánh đuổi quân Nam Hán, Lê Hoàn Lý Thường Kiệt phá Tống Bình Chiêm, đời nhà Trần ba lần đánh đuổi giặc Nguyên, vua Lê Lợi Nguyễn Trãi đánh đuổi giặc Minh, vua Quang Trung diệt quân Thanh. Để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận trong trận Hải chiến Hoàng Sa năm 1974 chống Trung Cộng xâm lược. Chúng ta cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ nhân quyền, dân oan khiếu kiện, dân oan tôn giáo, các bạn trẻ sinh viên yêu nước đang bị bạo quyền Việt Cộng tru dập hoặc đang chịu đày ải trong các trại tù. Đặc biệt hôm nay nhân ngày Memory Day tại Hoa Kỳ, ngày chiến sĩ trận vong, ngày tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong các cuộc chiến để bảo vệ an ninh cho nước Mỹ, bảo vệ nền an ninh cho thế giới, và gần đây tại các chiến trường Afghanistan, Kuwait, Iraq. Hôm nay nhân ngày tưởng niệm các chiến sĩ trận vong tại Hoa Kỳ, chúng ta cũng tưởng nhớ đến các anh hùng liệt nữ của dân tộc, đến các chiến sĩ đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ nền độc lập suốt chiều dài lịch sử. Gần đây nhất trong cuộc chiến Việt Nam, kể cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả các chiến binh Bắc Việt đã bị Cộng sản tung vào cuộc chiến, chúng ta trân trọng và biết ơn tất cả những người đã nằm xuống cho quê hương vì lòng yêu nước của họ. Phút mặc niệm và bắt đầu. Nhân ngày chiến sĩ trận vong, đặc biệt chúng ta nhớ lại cuộc chiến Việt Nam. Cuộc chiến đã trôi đi 40 năm rồi, nhưng công cuộc và mục tiêu của cuộc chiến vẫn còn, và bao nhiêu người đã nằm xuống cho mục tiêu đó. Mục tiêu đó là gì?
đó là tự do, dân chủ, nhân quyền và độc lập cho một nước Việt Nam. Bao nhiêu thế hệ trai tráng thanh niên ưu tú của đất nước, họ đã phải nằm xuống vì lý tưởng tự do đó. 4. Khi thấy Đảng Cộng sản suốt chiều dài 40 năm không làm được gì, mà thậm chí còn đưa đất nước chúng ta đến họa diệt vong, thì quả thực Việt Nam Cộng Hòa vẫn là sáng chói, vẫn là thừa kế suốt chiều dài lịch sử gần 5.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông chúng ta. Và Đảng Cộng sản xuất hiện chỉ là một cái sự nhất thời, và chúng ta tiên đoán và hy vọng cái sự chấm dứt của chúng nó sẽ rất sớm, để chúng ta trở lại và thừa kế tiếp tục công cuộc của tiền nhân cho một đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta ghi nhớ công ơn của biết bao nhiêu những chàng trai ưu tú nằm xuống. Họ nằm xuống, nhưng anh linh của họ vẫn còn, anh linh của họ vẫn tồn tại, và họ sẽ là những anh hùng liệt nữ của dân tộc. Cộng thêm với anh hùng liệt nữ trong suốt chiều dài 5.000 năm dựng nước của đất nước chúng ta, họ nằm xuống nhưng họ không bao giờ chết. Vâng, anh không chết đâu em. Tiếng súng anh nhiệm màu, ô tiếng súng
sâu cùng đó. Anh nào nghe tầm đàn đi không ơi. Anh không chết đâu em, cũng vẫn về bước nhẹ hơi xuống. Em có thấy không em, từng bóng dù sáng trên đôi mau. Trên khăn tang người cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân. Giọt nước mắt nóng bây giờ vẫn còn hàng đêm cho anh, cho anh. Không, anh không chết đâu anh. Chưa, anh chưa chết đâu anh. Không, anh không chết. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết dân chủ và trên các diễn đàn bạn cũng như trên các đài radio và các website. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong buổi hội luận tuần lễ thứ 357. Chúng ta hân hạnh được đón tiếp Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, vì đại diện cho ban điều hành khối 8406, để có đôi lời mở đầu cho buổi hội luận hôm nay với luật sư Nguyễn Hữu Thống, hội luật gia của hải ngoại. Và cái đề tài hôm nay có 5 điều kết án tử hình Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ xin được trân trọng giới thiệu Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi sẽ đến với chúng ta. Ngài sẽ là những cái sự tiếng nói của ngài sẽ là những cái lời nối kết công cuộc đấu tranh giữa quốc nội và hải ngoại, cũng như là những lời chào đón tất cả chúng ta và đặc biệt đến luật sư Nguyễn Hữu Thống. Xin mời cha lên tiếng ạ. Xin thưa toàn thể quý vị và quý bạn. Kính thưa quý anh điều hành cả diễn đàn. Kính thưa vị trưởng giáo hôm nay là luật sư Nguyễn Hữu Thống. Chúng ta vừa nghe một khúc nhạc Đi Hùng nói về một con người sẽ không bao giờ chết. Chúng ta cũng liên tưởng tới cả chiến sĩ Trần Vong, họ đã nằm xuống nhưng mà tinh thần của họ và tên tuổi họ sẽ sống mãi. Đó cũng là một lời mời gọi đối với chúng ta. Chúng ta đừng có chết đang khi sống, chúng ta phải sống cho tới khi chết, nghĩa là sống cho có ý nghĩa cuộc đời của mình. Và trong lúc này tự cái phần lực như thế thì có một cái cuộc sống có ý nghĩa, đó là dám lên tiếng đấu tranh cho công lý, cho sự thật, cho dân chủ và cho nhân quyền. Đấy chính là cái mà làm cái ý nghĩa cuộc đời của tất cả mọi người việc của chúng ta hôm nay, để chúng ta có thể tồn tại mãi mãi trong tâm tưởng, trong lịch sử. Và dĩ nhiên đối với những người có niềm tin thì sẽ trong tính thực tế của cái đấng mà mình tôn thờ nữa. Hôm nay luật sư Nguyễn Hữu Thống sẽ nói với chúng ta về cái đề tài là nắm cái tội ác đảng tử hình của Cộng sản Việt Nam. Bởi đấy là tôi phải tin là có một cái bài là đề là 10 tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tội ác thứ nhất gọi là sát hại hàng ngàn đảng viên các đảng phái quốc gia. Tội thứ hai là sát hại cả trăm ngàn nông dân địa chủ phú hào. Tội thứ ba là tàn sát cả ngàn người trong vụ quyền lưu khởi nghĩa. Tội thứ tư là khủng bố giết hại chục ngàn dân lành. Tổ thứ 5 là sát hại trên 5.000 thường dân vô tội trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Tổ thứ 6 là cướp tài sản của nhân dân Việt Nam vào năm 1975. Tổ thứ 7 là giam giữ bất hợp pháp cả 700.000 quân dân Việt Nam. Tổ thứ 9, tổ thứ 8 là cướp đoạt quyền sinh sống của nhân dân Việt Nam khi mà triệu người phải bỏ được ra đi và bỏ mạng trên biển cả. Tổ thứ 9 là đánh thuế cho Ma Tàu khiến cả triệu người dân chết vì chiến tranh.
tổ thứ 10, đó là ba nước và là mua lệ cho tàu. Dĩ nhiên là thuộc sư Ngộ Thống sẽ trình bày cho chúng ta một cái nhìn khác. Dĩ nhiên là chúng ta có mục tiêu là để nêu bật cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái thực thể chính trị mà chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Và chúng nó sẽ được ghi dấu đời đời như là một tập đoàn bán nước hài dân làm điều được những cái dân tộc. Bởi đấy thì ở trong nước cũng có một cái bản cáo trạng về tội ác của công an do 19 tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra. Trong đó nói đến tội ác của công an dưới là 6 dạng. Dạng thứ nhất đó là duy trì cái khẩu hiệu là chỉ biết còn đảng còn mình. Cái dạng thứ hai đó là tàn phá đạo đức và văn hóa của dân tộc. Cái dạng thứ ba đó là đàn áp tất cả những ai đứng lên đòi nhân quyền, đặc biệt là cả nhân oan. Cái thứ tư đó là giết người dân ở trong đồn, dù đó là dân vô tội. Cái thứ năm đó là trấn áp, đánh đập tất cả những ai mà đấu tranh cho cái tự do dân chủ. Và dạng thứ sáu đó là hành hạ, tra tấn các tù nhân và lương tâm. Đây là một bản cáo trạng riêng đối với ngành công an. Và trong đó có phần lời cạnh tranh đến Bộ trưởng Trần Đại Quang rằng nếu không hiểu rằng mình hối lỗi và dạy dỗ cho thuộc hạ thì đó sẽ là một phần những bản cáo trạng của ngành công an và Bộ trưởng Công an trong tương lai. Thì chúng ta hy vọng rằng là tương lai đó sẽ sắp tới. Hôm nay chúng ta vui mừng được tiếp đón là một sư Ngộ Thống, một người vừa chuyên về luật mà một người là chuyên về sư ạ. Để đến với chúng ta để trình bày tất cả những cái hiểu biết cũng như là kinh nghiệm của ông. Và một cái đặc biệt nữa là một cái vị đấu tranh về tuổi tác nhưng mà luôn luôn trẻ về tinh thần, là một tấm gương cho tất cả các thế hệ đi sau, nhất là các thế hệ trẻ. Ông rằng là qua cái bài này là các bạn trẻ chúng ta sẽ ý thức được rằng tương lai của đất nước là trong tay các bạn, và các bạn phải làm cho được cái công việc mà cha ông có thể rồi đấy phải bỏ cuộc ngăn xuống vì chết. Các bạn phải làm cho được, đó là phải làm cho cộng sản sạch bóng hoàn toàn, không còn gì ở cái thân lực của chúng ta cả. Xin cảm ơn luật sư Ngộ Thống hôm nay là đến với chúng tôi. Xin mọi người lắng tai nghe cũng như là đặt câu hỏi để cho cái giờ hội thảo này thêm phong phú ích lợi cho tất cả chúng ta. Mọi người xin cảm ơn quý vị đã lắng tai nghe. Cảm ơn anh Lạc Việt đã làm gì cầu cho một trường hỏi từ trong cuộc ngồi. Rất xin được trọng cảm ơn. Vâng, Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn điểm trợ khối 8406 và Hội đồng Liên kết Đấu tranh Dân chủ Nhân quyền cho Việt Nam, cũng như diễn đàn sinh hoạt live hôm nay là diễn đàn phong trào liên kết dân chủ, và cũng xin chào đón tất cả quý thân hữu ở trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, quý vị ở trên các đài radio và trên các website. Xin một lần nữa cảm ơn những lời mở đầu của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi. Và chúng ta cũng tiếp tục tiếp đón Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi ở trong diễn đàn Pow Talk, bởi vì Ngài đã hiện diện ở trong diễn đàn rồi. Và Lạc Việt xin được tắt cái Skype đi ạ. Kính thưa quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên các diễn đàn, như lời giới thiệu ban đầu của Lạc Việt và cũng như những lời giới thiệu rất trân trọng của Linh Mục Phêrô Phan Văn Lợi, chúng ta hãy cùng tiếp đón luật sư Nguyễn Hữu Thống, một người đã trọng tuổi nhưng một tâm hồn luôn luôn nôn nóng về quê hương đất nước. Sự nôn nóng đó thì có thể là nhiều người có, nhưng mà một người có nhiều khả năng mà nôn nóng
sẽ là một trong những điều kiện rất là tốt đẹp để có thể giúp giới trẻ chúng ta có nhiều cơ hội để hiểu biết hơn về cái lịch sử công việc tranh đấu của chúng ta hiện nay. Đặc biệt ông giỏi cả tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hán, tiếng Việt đương nhiên. Nhờ biết tiếng Hán thành thử ông có thể trao đổi với Tập Cận Bình về cái chuyện Hoàng Sa là của người Việt Nam, chứ Trung Quốc từ suốt 3.000 năm chẳng đá động gì đến, chẳng có một lời nào. Rồi chính ông cũng là người đã hỗ trợ và đề xuất vấn đề kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về cái vấn đề Biển Đông. Vâng, bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta cùng chào đón luật sư Nguyễn Hữu Thông. Cảm ơn anh Phong Trần đã nối đường live phone để tiếng nói của ông có thể rõ ràng hơn ở trong diễn đàn. Xin mời chú lên tiếng. À vâng. Vâng, thưa quý vị, thưa các anh chị em, kính thưa cha Phêrô Phan Văn Lợi, kính cảm ơn anh Lạc Việt với những lời giới thiệu. Tôi có một cái chương trình hoạt động mà hôm nay trình bày không ấy, các anh chị em, là tôi sẽ thuyết trình, thảo luận và phổ biến các kiến thức về pháp lý, địa lý và biến đổi vấn đề chính trị trong 2 năm tới đây. Thì trong cái giai đoạn hiện tại thì 3 mục tiêu chiến lược của chúng ta phải làm tuần tự là: thứ nhất là quốc dân. Quốc dân tức là tranh đấu cho người dân được hưởng quyền dân tộc tự quyết, được quyết định về số phận và tương lai của mình và quốc gia của mình, và biến thành một quốc gia độc lập mà tôi gọi là Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam Dân Chủ Pháp Trị. Thì sau cái phần quốc dân đó thì chúng ta đến cái phần gọi là quốc gia, tức là có đất và nước. Thì cái điểm chúng ta có thể đang tranh thủ và đang có cái sự chuyển hướng rất thuận lợi là vấn đề biển. Và nghĩ tiền ngày nay thì rõ rệt là tất cả toàn thế giới đã có một chiến dịch mà chúng tôi gọi là toàn cầu chống Hoa Lục, chống lục địa Trung Hoa. Và theo những cái giới am hiểu và những vị nghiên cứu ở các quốc gia đồng minh như là Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Ấn Độ, đặc biệt là Nhật Bản, chúng ta sẽ có sự yểm trợ rất mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh để mình giành lại chủ quyền lãnh thổ quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Đó là vấn đề về Trường Sa, Hoàng Sa. Và ngày hôm nay nó còn mở rộng xuống biển phía miền Nam, đi theo con đường của Mông Cổ rất là ngày xưa, tức là đi đến đường Mã Lai. Thì nếu mà họ đi một mặt đi Mã Lai, một mặt đi về miền Đông, tức là chúng ta có Đà Nẵng, chúng ta có Hà Tĩnh, thì rõ rệt là họ sẽ kịp cách bao vây. Nhưng mà chính vì cái sự mà họ đưa những kế hoạch như vậy thì sẽ gặp cái sự phản ứng rất mạnh mẽ của các quốc gia dân chủ, đặc biệt là không những vấn đề về chính trị mà cả vấn đề kinh tế, vấn đề về giao lưu, buôn bán, vân vân. Cho nên những người bạn thân nhất của chúng ta là những người Hoa Kỳ đã quyết định là sẽ phải có cuộc tổng tấn công, cuộc đấu tranh quyết liệt trong vòng 2 năm tới, có thể là 2015, 2016 hay là 2017. Và hơn nữa thì cả về phương diện quốc tế công pháp, những cuộc đấu tranh với đấu lý đấu pháp, thì vấn đề về chủ quyền lãnh thổ quốc gia ở biển Đông Hải cũng như là biển Đông Nam Á, thì cho đến ngày hôm nay thì không có một cái lời phê phán nào của những nhân vật có thẩm quyền về vấn đề này đã binh vực cho Trung Hoa. Và rõ rệt là ngày hôm nay Trung Quốc lâm vào tình trạng là thân cô thế cô, rất là yếu kém. Tuy nhiên đối với những kẻ mà có lòng tham vọng, vì Tập Cận Bình chính là một cái thứ mà muốn nối nghiệp của Mao Trạch Đông, muốn làm một cái thứ như là Thành Cát Tư Hán, muốn làm một thứ gọi là đại danh. Vì vậy ông ta sẽ làm những việc có thể nói là táo bạo nhưng mà rất nguy hiểm, là bởi vì những người đã đề bạt ông ta là Hồ Cẩm Đào và Giang Trạch Dân, là những người mà đã giới thiệu ông này để làm một thứ như là tổng bí thư
cả về quân sự lẫn chính trị. Thì ngày hôm nay tất cả những người đó, những các đồng chí và những người mà phối hợp với Tập Cận Bình thì rõ ràng là đã bị cô lập, là bởi vì mem kể cả những người như là thân tín nhất như là Giang Trạch Dân cũng đã bị lâm nguy, và Hồ Cẩm Đào cũng đã bị như là coi như là bỏ rơi. Cũng vì vậy mà Tập Cận Bình đã lâm một cái tình thế rất là nan giải. Thì trong 2 năm tới đây thì tôi đã trình bày với các anh chị em là tôi sẽ phổ biến và tôi sẽ cập nhật hóa và in lại bằng những sách vở rất dễ hiểu và rất giản dị để chúng ta có một kiến thức và có một cái sự hậu thuẫn, và đặc biệt là chúng ta có một cái niềm tin trong cái việc đấu tranh trường kỳ này. Thì chúng tôi sẽ phổ biến 18 cuốn sách mà tôi đã viết, mà tôi sẽ làm giản dị hóa đi, dễ hiểu hơn, và đặc biệt là gây cho một cái niềm tin không những các anh em ở hải ngoại mà đặc biệt là những anh em ở trong nước, là những người theo với tôi ngày hôm nay rất là nôn nóng trong cái việc này. Tôi có một kinh nghiệm là năm 2000 thì chúng tôi có làm một chiến dịch là đấu tranh để mình giải thể chế độ cộng sản. Thì tôi có viết một quyển sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tôi gọi là giải thể chế độ cộng sản, và tiếng Anh là phục hồi sự thật lịch sử, restoring the historic truth. Restoring là phục hồi lại, historic là lịch sử, mà truth là sự thật lịch sử. Thì những tài liệu đó thì ở bên Âu Châu họ có gửi về đến trong nước, và một số anh em ở trong nước có liên lạc với chúng tôi và có vẻ là hoan hỉ về cái bài quyển sách đó, quyển sách gọi là phục hồi sự thật lịch sử bằng tiếng Anh. Thì tôi hỏi quý vị là thế thì khi ông đọc những tài liệu đó, tại sao ông có một sự thích thú như vậy? Thì họ trả lời một cách rất là, theo tôi là rất ngay thẳng và rất chính xác. Chúng tôi không nói rằng chỉ là những cái lý thuyết của ông, những cái quan điểm của ông, những đường lối của ông là chính xác. Nhưng mà có một điều chúng tôi rất là quý ông và thất phục ông là từ 4-50 năm nay tôi chưa thấy một người nào nói như vậy cả. Cho nên chúng tôi cố tìm hiểu và chúng tôi thấy thì là quả nhiên là có những cái sự thật lịch sử mà đã bị Đảng Cộng sản nó giấu biệt đi. Thế thì một khi chúng ta biết cái sự thật lịch sử đó, chúng ta biết cái phương cách để đấu tranh, thì chúng ta sẽ có một niềm tin và chúng ta có thể phối hợp với những phần nhiều khác. Và ngày hôm nay ngay cả những người Hoa Kỳ, đặc biệt là khi chúng ta đòi tự do tôn giáo và năm 2015 mà chúng ta gọi là chiến dịch gọi là tranh thủ từng tù nhân lương tâm, mà linh mục Cha Lý Nguyễn Văn Lý chúng ta tìm cách để mà tranh thủ vị lãnh đạo gọi là theo tôi là tài tình, cũng như là chưa thấy người nào có can trường như là linh mục Nguyễn Văn Lý oai hùng. Thì 2015 chúng ta phát động chiến dịch đó, và 2015 thì đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Thượng nghị viện, là cái quan chấp hành về những vấn đề gọi là ngoại giao, đã nói rõ thì là chúng tôi không thể nào chấp nhận cho chính phủ Hà Nội được tham dự cùng với chúng tôi trong những kế hoạch về thương mại cũng như là buôn bán khác. Bởi vì chúng tôi có một nguyên tắc căn bản là chúng tôi không thể nào yểm trợ được những quốc gia mà có cái đường lối cộng sản để mà phát triển thêm nào. Cho nên họ bắt có những điều kiện. Hai cái điều kiện tôi thấy thì là rất là hợp lý, là phải tranh thủ và phải thực thi một cách toàn vẹn, gọi là chính sách gọi là tự do tôn giáo. Cái đó không chính là do người Việt, mà tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam ngày hôm nay thì tất cả những đạo giáo của chúng ta như là Thiên Chúa, Đạo Phật, Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân, đặc biệt là những vị mà theo chủ nghĩa ở bên Tây Nguyên đó, tức là theo thì là thường thường là được yểm trợ bởi những các quốc gia Tây phương như là Âu Châu, như là Anh, Mỹ. Cho nên tất cả cái phong trào và đấu tranh về tôn giáo thì theo tôi là một lực lượng rất mạnh và rất nguy hiểm cho Đảng Cộng sản. Thứ hai, thưa các anh chị em, là nếu chúng ta mà gieo rắc được những cái niềm tin đó
nếu chúng ta khơi mào trong cái giới anh chị em trẻ tuổi ở trong nước biết rõ là thế nào là tự do dân chủ nhân quyền, thế nào là độc lập, thế nào là dân chủ tự quyết, mà tại sao Đảng Cộng sản lại giấu giếm trong 4-5 năm nay, và có thể nói là trong 50 năm nay chúng tôi không được đồng quyển sách nào ở trong nước mà nói về vấn đề chính trị hết. Chính trị thì một cách chân thật, một cách có cái sự thật lịch sử. Cho nên một khi họ tìm ra ánh sáng rồi thì họ sẽ thấy chân lý, họ sẽ có niềm tin và họ sẽ đứng lên để đấu tranh. Đó là thế giới chúng tôi cho là quan trọng nhất bây giờ, là thế giới học sinh, sinh viên, là những người có tâm huyết, những người thiết tha đến tiền đồ đất nước. Những người đó sẽ đứng lên làm lịch sử. Thì chúng ta phải có một sự liên kết chặt chẽ với các anh em trong nước, đồng thời cung cấp những tài liệu, những tin tức, những đường lối, đặc biệt là phơi bày sự thật lịch sử của bao nhiêu năm trước kia và ngày hôm nay chúng ta phải làm cái gì để mà phục hồi lại cái độc lập của chúng ta, sự toàn vẹn lãnh thổ và đất nước, là quyền dân tộc tự quyết, là quyền độc lập, mang lại cho dân tộc chúng ta một cái đời sống như là thịnh vượng và tự do, dân chủ, nhân quyền. Đó là cuộc đấu tranh chúng ta cả về pháp lý cũng như là cả về chính trị. Nhưng tuy nhiên có một cái điều là chúng ta ngày hôm nay thì tôi sẽ thuyết trình như thế trong 2 năm, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái vấn đề mà thời sự quan trọng mà dễ hiểu nhất để mà gây một cái sự niềm tin cũng như tìm thấy một cái thực trạng đấu tranh ngày hôm nay chính là vấn đề ở Biển Đông. Vì Tập Cận Bình đã muốn làm cái việc là hắn đi cả về cái biển điện Quảng Tây, rồi thì là Hà Tĩnh, rồi thì tất cả những cái vùng bên phía Biển Đông đó, và hắn còn làm cái nữa là cả bên này nữa là đi sang cái hướng gọi là đi Malai, thì rõ ràng tình thế là có cái sự tham vọng quá lắm và sẽ bị thất bại. Tại làm sao? Vì đã ngày hôm nay cho đến ngày hôm nay thì từ năm 2012 khi mà Tổng thống Aquino đệ đơn trước tòa án trọng tài quốc tế để mà trình bày với cái là đường lưỡi bò 9 đoạn đó, thì đến nay là hơn 3 năm thì có đến hàng trăm người, đây là hàng 3 năm liền cuộc hội họp thì không có một cái ý kiến nào là bênh vực cho Tập Cận Bình cả. Tất cả đều nói là cái đường lưỡi bò 9 đoạn đó là hoàn toàn bất hợp pháp, thì cho câu phải bỏ đi. Chúng tôi tất cả các thế giới bây giờ đều là phản đối cái đó, từ Hoa Kỳ, từ Nhật Bản, từ Ấn Độ, từ Australia, Úc Châu, cả nước Pháp, cả nước Anh, cả tất cả những nước chung quanh đây, kể cả những nước mới đây nữa, là tất nhiên là có Thủy và Tân là đồng minh của Mỹ rồi. Chúng ta có cả những cái Tân Gia Ba, chúng ta sẽ có cái bên Mã Lai, tất cả quốc gia đó là đều là đứng cùng hàng ngũ. Thì 1995, cách đây như thế là tôi là 20 năm, thì tôi đã ý thức cái điểm đó. Mà khi mà ông Võ Văn Kiệt là được đi mời tham dự vào hội nghị các liên hiệp các dân tộc Á Châu là tổ chức và liên hiệp Á Châu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đó, thì theo cái giới chính xác ở bên Hoa Thị Đốn cho biết được thì là ông Võ Văn Kiệt có nhờ hai luật sư để mà làm những cái bản phúc trình về cái khả năng về phương diện pháp lý và địa lý của chúng ta để cho tranh thủ được cái Hoàng Sa Trường Sa. Thì ông Kiệt có nhận được một cái bản phúc trình của hai luật sư là Cô Vinh Tân và Bắc Linh, là theo tôi là ngày tháng 6 1995. Thì cái bản đó đã đăng trên cái Wall Street Journal, là cái báo quốc tế về vấn đề đó. Thì nó có nói như là Việt Nam sẽ có đủ khả năng về phương diện pháp lý và địa lý để mà tranh thủ vấn đề đấu tranh pháp lý ở Hoàng Sa Trường Sa, nhất là Trường Sa. Thì chúng ta sẽ có một cái mở rộng cái thềm lục địa và cái gọi tôi gọi là từ 200 hải lý có thể đến 350 hải lý, tức là có điểm thắng về chúng ta. 1995 thì tôi có viết thư, sau đó hồi tháng 7 một tháng sau thì tôi viết thư một cái cho 7 vị nguyên thủ quốc gia trong khối Đông Nam Á, để trong đó có cả ông Võ Văn Kiệt được, để tôi trình bày thì là cái sự thật như thế nào về pháp lý thì Hoàng Sa Trường Sa như thế nào, và chúng ta có hy vọng là thắng được không, thắng được Trung Cộng không. Thì tôi trình bày mấy quyển gọi là Hoàng Sa Trường Sa theo công pháp quốc tế, và tôi phổ biến tất cả các giới.
Thì ngày hôm nay thì ai cũng biết là, chúng ta sẽ có ít nhất là đến 75% chúng ta sẽ thắng ở Hoàng Sa Trường Sa. Và nếu mà vừa rồi thì Tổng thống Aquino có gửi cho tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc một cái văn kiện, một cái tập hồ sơ là 400 trang với tất cả những tài liệu về pháp lý và địa lý, thì tôi chắc chắn thì là chắc chắn là cái đơn khởi tố của Tổng thống Aquino từ năm 1912 chắc chắn sẽ thắng cuộc. Nhưng mà trong cái thắng bại đó, cái thắng đó có một cái điểm rất nguy hiểm. Cái nguy hiểm đó không phải là tại vì các quốc gia khác, mà cái nguy hiểm đó là do cái Đảng Cộng sản, nghĩa là tay sai của đế quốc Bắc Phương, đã là một thứ như là nô lệ, một thứ tay sai mà cái chư hầu của miền Bắc. Và chính họ đã, tôi đã nhiều lần yểm trợ và đã yêu cầu cho là phải phối hợp cùng mấy phi lợi tân để mà đồng khởi nghĩa, là chúng ta không những là Việt Nam mà chúng ta sẽ có cả phi lợi tân và Mã Lai. Thì kế hoạch đó năm 1912 thì chúng tôi gọi là Bắc cử Bá Quyền, phía Bắc thì chống lại với Bá Quyền Trung Quốc, và Đông Hòa Phi Mã, Đông Hòa Phi lợi tân và Mã Lai. Thì quả như ngày hôm nay đó là Phi lợi tân Mã Lai là hai cái đồng minh lợi nhất trong cuộc đấu tranh này để mà giữ lại cái chủ quyền quốc gia, đặc biệt là ở Hoàng Sa Trường Sa cũng như là tất cả cái vùng biển có thể kéo dài đến tận cả miền Đức Biến phía Đông, đến tận Đà Nẵng Quảng Tín hay là cái trong cái này Hà Tĩnh, và phía Tây đến tận Mã Lai. Thế thì nếu chúng ta có thể thắng được trong cái vụ đó thì tình hình sẽ biến chuyển, đặc biệt là nếu mà ông Tập Cận Bình cứ tiếp tục theo cái đường lối hiện tại thì sẽ gặp một cái trở ngại nguy hiểm nhất là Hoa Kỳ. Bởi vì không đời nào mà Hoa Kỳ để cho một cái đế quốc mà có nhiều tham vọng bá quyền đó, mà nó gọi là đế quốc Đại Hán đó. Thì các bạn cũng biết rằng thì là khi Mao Trạch Đông sau hội nghị Geneva đó thì ông viết một cái quyển gọi là lịch sử, nghĩa là cái lịch sử mà Tân Trung Quốc đó, thì là người Trung Hoa phải chiếm lại tất cả những cái vùng, không những là lãnh thổ, các hải đảo và tất cả những cái vùng mà trước kia chịu ảnh hưởng về văn hóa hay là về vấn đề về xã hội giữa Bắc Kinh. Thì trong đó có cả Việt Nam, có cả Mã Lai, có cả Phi Lợi Tân, có cả Miến Điện, tất cả những nước đó. Là đồng thời như thế là sau cuộc đó thì có cuộc đánh nhau là Trung Quốc đánh nhau với Ấn Độ 1962, và nó lại còn đánh nhau cả Liên Xô nữa. Thế nhưng mà cái đó thấy rõ thì là cái tham vọng của đế quốc Đại Hán đó chưa bao giờ họ hủy bỏ cả. Thì Tập Cận Bình đang muốn dựa theo cái lề lối đó để mà theo đó bàn tàn, muốn mình thành một cái thứ, cũng là một thứ đại anh hùng, như là một cái thứ thành các Tư Hán vậy. Cho nên trong những năm tới, ngoài cái quyền mà tôi đang dự định viết là bảy thất trả quyết tố cáo những hành vi phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc, phản bội nhân loại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và trong vòng 70 năm thì cái sự ảnh hưởng tai hại vô cùng, không những cho Việt Nam mà cả tất cả các quốc gia Đông Nam Á. Chứng cứ ngày hôm nay đó là cái biển Đông Nam Á đó là một cái nơi nguy hiểm, cũng như là cái biển bên biển mà Ai Cập với Do Thái vậy. Cho nên vì thế mà chúng ta có đồng minh, chúng ta sẽ có lực lượng và chúng ta sẽ có thắng lợi trong việc này. Chỉ có một điều là chúng ta sẽ trình bày cho đồng bào trong nước biết một cách rất khách quan vô tư là trong khi đó đáng lý ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải phối hợp với Mã Lai và Nam Dương, chỉ nói về Phi Lợi Tân như tôi đã trình bày năm 1995 đó, là Đông Hòa Phi Mã, ba nước đó kết hợp lại để mà khởi tố Trung Quốc. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã vì hèn nhát, vì hèn hạ, vì quyền lợi, vì nô lệ, vì theo tôi là những người phần tử đó là vô tư cách, mà là không những làm hại cho Việt Nam mà làm hại cho tất cả các quốc gia Đông Nam Á
và toàn thế giới nữa, cho nên họ phải bị tiêu diệt. Thì thưa quý vị, thưa các anh chị em, tôi nghĩ rằng thì là tôi sẽ trình bày hai cái tập sách mới của chúng tôi. Một cái tôi gọi là thất trọng quyết, nghĩa là trình bày với dư luận quốc tế, với lịch sử, với tất cả đồng bào trong và ngoài nước, tất cả những vụ cao niên, những vụ chiến sĩ đã đấu tranh, rằng thì là Đảng Cộng sản quả thật là đã phản bội và đã không những là trong 70 năm nay, và rất có thể nó phản bội chúng ta hàng ngàn năm nữa nếu chúng ta không đấu tranh. Bởi chúng ta không nên quên được thì là chúng ta đã có một lần bị 1.000 năm đô hộ ở Bắc Phương rồi. Nếu ngày hôm nay vì cái những cái hiệp ước bí mật ở Thành Đô mà nó chiếm tất cả, cả về từ Nam Quan đến Cà Mau nữa, một mặt nó chiếm cả bên này Hoàng Sa Trường Sa, chứ nó chiếm cả xuống cái miền Hà Tĩnh, chiếm Đà Nẵng, thì rõ ràng được gì là cái hiểm họa 1.000 năm đô hộ khó lòng có thể tránh được. Nhưng mà thực sự ra là trong cái việc khó khăn đó, trong cái việc mà nan giải đó, trong cái việc mà tìm đến cái chết trước mắt rồi, thì con người sẽ lại sống lại. Bởi vì họ phải sống, để họ ngăn ngừa cái chết đó, thì đồng bào chúng ta sẽ nổi dậy. Và lúc đó thì Đảng Cộng sản sẽ không còn nữa, không bao giờ Cộng sản có thể tồn tại được. Vì vậy cho nên ngoài vấn đề biển, đó gọi là nước, ngoài vấn đề đất từ Nam Quan đến Cà Mau, còn cái vấn đề dân nữa, tức là dân chủ, thì người dân sẽ đứng lên đấu tranh làm lại lịch sử và sẽ giải thể chế độ Cộng sản. Và đặc biệt là thì là tôi thấy cái chiều hướng ngày nay cả về Hoa Kỳ cũng các nước khác đều muốn như thế là Việt Nam ngày nay phải có tự do tôn giáo này, phải có tự do báo chí này, phải có tự do ngôn luận này, đặc biệt là phải có tự do gọi quyền nghĩa là quyền của các người công nhân đó được gọi là kết hợp thành nghiệp đoàn, thành công đoàn. Thì tức là nếu mà đã có công đoàn, có người làm việc về kinh tế xã hội, đặc biệt là vấn đề về kỹ thuật, thì tất nhiên phải có những nhân công đó. Và cái người huấn luyện những nhân công đó là ai? Những người mà cung cấp những tài liệu cũng như là những cái cơ sở để mà đấu tranh và để mà phát triển về kinh tế là ai? Chính là Hoa Kỳ. Cho nên chưa thấy bao giờ Hoa Kỳ lại thiết tha đến quyền lợi đồng quyền lợi tương đồng như Việt Nam như vậy. Và đó là cái cơ hội ngàn năm một thuở mà chúng ta phải nắm lấy, và chúng ta phải giữ cơ hội. Không những về tôn giáo, không những về văn hóa, không những về tự do ngôn luận, tất cả, ngay cả những vấn đề gọi là công đoàn, nghiệp đoàn đó, mà họ cũng bắt phải cái việc đó. Thì tôi thấy rõ thì là rõ ràng thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ nhiều triển vọng bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn tôi gọi là đệ tam cộng hòa Việt Nam dân chủ pháp trị, mà Đảng Cộng sản sẽ bị lật đổ. Vì vậy trong 2 năm thế kỷ tới đây thì 3 vấn đề mà tôi muốn nêu lên đó. Thứ nhất là nước, chưa là biển. Biển đây đó là vì thằng Đảng Cộng sản không có liên kết với Phi Luật Tân và không có đệ đơn cùng với Phi Luật Tân, thì tức là Đảng Cộng sản Việt Nam không có khiếu nại, khiếu tố rằng thì là mình bị thằng Trung Quốc xâm lấn. Bởi vì nếu quả thật như vậy thì hắn đã phải đệ đơn cùng với bên Phi Luật Tân rồi. Thế thì rõ rệt mà hắn vì cái sự mà hắn làm nô lệ cho Bắc Kinh như vậy, cho nên người dân sẽ rất là ý thức rõ là người này sẽ có thể mang lại chúng ta 1.000 năm đô hộ nữa. Cho nên chúng ta phải giải thể chế độ nó đi, phải bỏ cho nó đi, và chúng ta sẽ thu hồi lại chủ quyền độc lập toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta sẽ mang lại một chế độ dân chủ pháp trị. Chúng ta sẽ có tự do tôn giáo, đặc biệt là tự do tôn giáo, đặc biệt là tự do đấu tranh về nghiệp đoàn, đặc biệt là tất cả những vấn đề về mang cái nền văn hóa, vấn đề kỹ thuật, vấn đề tất cả những cái sự gọi là thu hồi lại, phục hồi lại cái niềm tin, phục hồi lại cái đạo làm người, lại cái tôi gọi là đức lý dân chủ truyền thống Đông Phương. Cái điều này tôi sẽ gửi cho Tập Cận Bình trong cuốn sách thuyết thuyết của tôi là 7 điều Bình giải với ông Tập Cận Bình, thất điều trần cùng mấy cái thất trảm sớ hay thất trảm quyết đối với quân Cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng thì là trong cái thời gian có hạn thì tôi nghĩ ta nên chia ra làm 2 ngày, thì anh đặc biệt có
có thể chọn người nào được. Thì ngày hôm nay tôi nghĩ là chúng ta nên nói ngay về cái vấn đề mà rất cấp thiết của chúng ta là cái vấn đề gọi là biển Đông Nam Á. Bởi vì nếu chúng ta mà không làm được cái vụ này đó, thì rõ rệt là Việt Nam sẽ là một cái quận huyện của Trung Quốc. Thì xin thưa các anh chị em là trong một kỳ trước tôi có nêu ra một vài điểm sơ khởi rằng thì là toàn cầu chống hoa lục. Thì cái điểm này càng ngày càng rõ. Và đặc biệt là cách đi mấy hôm thì là chính cái cơ quan mà chiến lược của Hoa Kỳ đã nói rõ thì là nhiều phần là trong 2 năm tới chúng ta sẽ phải tìm cách là chặn đứng những cái mưu mô mà những tham vọng bá quyền một cách thô lỗ và vô lý của Bắc Kinh. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chiến tranh trong vòng 2 năm. Thì trong 2 năm đó thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị để đấu tranh và làm cái vấn đề gọi là vấn đề Hoàng Sa Trường Sa, đặc biệt vấn đề. Thì ngày hôm nay tôi chỉ xin trình bày với các bạn về riêng về vấn đề nước ở biển mà thôi. Trong kỳ tới thì tùy anh làm việc quyết định, tôi sẽ nói về vấn đề gọi là dân, tức là dân chủ giải thể cho được cộng sản. 2,2 ngày 2 nghìn mới kịp biết được. Riêng về cái đường lưỡi đỏ mới bỏ 9 đoạn người ta gọi là biển lịch sử đó, thì xin các anh chị em cũng phải có ý thức về những sự hiểu biết về vấn đề địa lý và pháp lý. Bởi vì trong cái cuộc đấu tranh này với Bắc Kinh thì địa lý và pháp lý là hai kẻ thù truyền tiếp của Bắc Kinh. Bởi vì hắn không có địa lý và hắn cũng không có pháp lý, và hắn sẽ thua trong vụ này thì hắn sẽ mất mặt. Và tôi nghĩ rằng thì là người dân Trung Hoa rất có thể sẽ nổi dậy trong vụ này. Chúng ta chỉ nhắc lại để chúng ta có một ý niệm và chúng ta có một niềm tin rằng thì là chúng ta sẽ có đồng minh để đấu tranh được vụ này và chúng ta không bị cô đơn. Mặc dù là Đảng Cộng sản bây giờ đã phản bội Tổ quốc, phản bội dân tộc, những bọn đáng gọi là thất trảm quyết, nhưng mà chúng ta cũng có hy vọng. Mà chúng ta càng có hy vọng là bởi vì ngoài cái việc chúng ta giành lại chủ quyền lãnh thổ quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ đó, thì chúng ta còn có một cái hy vọng nữa là chúng ta sẽ giải thể chế độ độc tài cộng sản đã mang lại chúng ta không những là 70 năm ở đây, mà không chừng nếu chúng ta không khôn ngoan, không đấu tranh thì có thể chúng ta sẽ có 1.000 năm nô lệ nữa. Cho nên chúng ta phải làm. Về đường lưỡi bò 9 đoạn theo công pháp quốc tế, để các anh chị em có một ý niệm, có một niềm tin. Trên quan điểm luật pháp quốc tế, theo các luật sư, học giả và các nhà chuyên viên quốc tế, tất cả đều cho rằng đường lưỡi bò 9 đoạn không có cơ sở pháp lý. Và chúng tôi kêu gọi Trung Quốc phải từ bỏ yêu sách đường lưỡi bò 9 đoạn đi. Chúng tôi cho rằng vấn đề giải quyết đường 9 đoạn đó phải theo cái công pháp quốc tế, theo toàn quốc tế. Đó là sự lựa chọn chính xác nhất và hợp lý nhất. Giáo sư Jack Lai Taylor, đây là một cái vị theo tôi là chuyên viên về luật biển giỏi nhất thế giới ngày hôm nay. Ngài tên là Jack Lai Taylor, Học viện Quốc phòng ở Úc, Australia, cho rằng thì là cái đường bản đồ 9 đoạn của Trung Hoa đó không phù hợp với cách vẽ bản đồ. Bởi vì nếu cái bản đồ thì là thông thường đó, chúng ta phải căn cứ vào vấn đề gọi là đất, có đảo thì mới có lãnh thổ được, có biển lãnh thổ được. Chúng tôi cũng xin nhắc các bạn trẻ là một cách rất tổng quát là thế này, là chúng ta phải biết rõ cái hải vận như thế nào, cái đường biên giới chúng ta thế nào, thì cái vùng đầu tiên của chúng ta từ ở cái lục địa xuống thì đầu tiên nó gọi là đường cơ sở, tức là cái khởi sự của cái hải phận của chúng ta. Cái đường cơ sở đó là cái gì? Đó là một cách tổng quát, một cách dễ hiểu nhất ấy. Đó là lặn mức thủy triều xuống thấp. Khi mà ban đêm thì mặt trăng đấy thì là nước thủy triều sẽ kéo xuống xa, thì xa nhất của đất ấy, tức là càng xa ra biển ấy, thì đó là cái khởi thủy của cái hải phận của chúng ta, nó gọi là đường cơ sở. Thì nối tiếp đường cơ sở đó thì chúng ta có một cái gọi là biển lãnh thổ. Tiếng Mỹ nó gọi là
territorial sea. Territorial là lãnh thổ, sea là biển. Tức là vừa có biển lại vừa có đất, tức là biển lãnh thổ. Chỉ có 12 hải lý thôi. Cái 12 hải lý đó là thuộc chủ quyền của quốc gia duyên hải. Thế thì cái biển lịch sử mà họ Trung Hoa họ nêu ra thì bao nhiêu năm nay đó, thì đã bị tòa án quốc tế tuyên án về vấn đề gọi là biển lịch sử. Cuộc câu rất rõ thế này, đó là một cái bản án từ cách đây 1985 gì đó. Biển lịch sử chỉ là nội hải. Nội hải là gì? Nội hải là vùng đất ở trong đất liền, về phía bên trong đường cơ căn bản của biển lãnh thổ, tức là chỉ tối đa có 12 hải lý thôi. Cho nên không thể nào ngày hôm nay hắn đòi cái gọi là đường lưỡi bò chín đoạn đó. Thì từ Quảng Đông mà cho đến Nam Dương là có 1.100 cây số, 2.000 cây số, tức là 1.100 hải lý. Và từ phía Tây Việt Nam đi về phía Đông đến Philippines Tân đó, là có 37.000 cây số vuông. Thì đó không phải là biển lịch sử. Biển lịch sử chỉ có là có 12 hải lý và về phía bên trong đất liền mà thôi. Cho nên cái đường lưỡi bò chín đoạn ngày xưa nó gọi là biển lịch sử đó, thì là sẽ bị bác bỏ và đã bị bác bỏ. Thế thì các vị nghiên cứu có nói thì là cái đường lưỡi bò chín đoạn chứ nó gọi là biển lịch sử đó, thì tôi có nghiên cứu thì nó có cái tên nữa, nó gọi là đặc khu hành chánh Hải Nam. Cái đó từ 1947, vâng, 1947 nữa là sau Thế chiến II đó. Mà cái vị mà đưa ra cái đó không phải Trung Cộng mà là Trung Hoa Dân Quốc. 1947 thì là họ mới làm một cái nghị định, tôi nhớ là tháng 12 năm 47 đó, là họ hán hóa tất cả hơn 100 cái những cái đảo tí hoa đó, là họ biến thành cái đổi tên hết. Họ thứ nhất là họ mới quốc hữu hóa những cái đảo đó, thứ hai nữa là họ hán hóa đổi tên thành những cái tiếng Trung Hoa hết. Thế thì ngày hôm nay mà Trị Đông mới vỡ ra cái đó thì anh mới tiếp tục phần làm. Và đến ngày hôm nay Tập Cận Bình ấy, thì những cái đảo tí hon đó là nhiều khi nó chìm dưới đất liền ấy, thì không phải là đảo. Đảo tức là cái vùng đất mà có nước cao hơn nước ấy thì được. Chứ còn nếu mà ông lấy một cái ở dưới đất ấy, một cái đá hay cái bãi đó, rồi thì ông đắp cát lên lên thì ông gọi là ấy thì không được, cái không có giá trị. Bởi vì nó phải là thiên nhiên cơ, trời cho mới được, chứ không thể là ông mang đất cát thì làm được. Cho nên tất cả những cái gọi là một ngày hôm nay nó nhận đó là cái vùng hải phận của nó là không đúng, vì anh chỉ có 12 hải lý thôi. Thế thì tất cả cái đường lưỡi bò chín đoạn là coi như là hủy bỏ, chỉ có một câu đã hủy bỏ rồi. Huống chi là họ học cái này á, trong vòng từ 1912 ngày hôm nay hơn 3 năm, tức là đến 500 người học. Và có đến học như thế là trong vòng 3 năm là không biết là bao nhiêu viên họ mà kể. Thì tôi xin tiếp tục nữa là theo học viên, nghĩa là nhà theo tôi nhà bác học đó, thầy các lai này, thì đường lưỡi bỏ chín đoạn của Trung Quốc không phù hợp với công pháp quốc tế mà phải bỏ đi. Thế thì giờ đây là luật pháp quốc tế đã quy định rằng các đảo nhỏ không có ảnh hưởng trong cái cuộc và quy định những cái thềm lục địa cũng như là cái vùng của quốc gia duyên hải. Bởi vì tất cả cái khoảng mà Trung Quốc đòi đó là quá xa thì không phải ở trong cái vùng lãnh thổ, không phải biển lãnh thổ được. Cho nên phải vẽ bản đồ rồi căn cứ vào cái gì? Phải căn cứ vào hai thứ là địa lý và pháp lý. Tức là anh phải có hòn đảo đó. Cũng như chúng ta có Hoàng Sa Trường Sa thì là cách của chúng ta là cái vùng hải cảng Quảng Ngãi đấy, chừng đâu là 150 cây số, thì chúng ta sẽ có thêm là 200 hải lý nữa, là bởi vì đó là một cái hòn đảo mà có một cái biển lãnh thổ, thì ra là có một cái gọi là thềm lục địa và đặc quyền đánh cá đó là 200 hải lý. Thì cái 200 hải lý đó thì là chủ quyền tuyệt đối của quốc gia duyên hải, không cần phải khai thác, không cần phải công bố và cũng không cần phải chiếm cứ. Bất cứ sự chiếm cứ nào của ngoại bang đều vô giá trị và vô hiệu lực. Thế thì tất cả cái biển mà mình có quyền trong biển là chỉ có 12 hải lý gọi là biển lãnh thổ và 200 hải lý là
thêm lục địa, tức là cái vấn đề về khai thác dầu khí, hay là vùng đặc quyền kinh tế đánh máy để đánh cá, tức là tối đa chỉ có 212 hải lý thôi, chứ tất cả cái vùng gọi là đường lưỡi bò chiến đoạn đó, là nó đến 2.000 cây số từ bắc đến nam, và đến diện tích của nó là 17.000 cây số vuông từ đông sang tây, thì cái đó không phải là áp dụng được. Đó là lời tuyên bố. Vì vậy cho nên điều này là không thể chấp nhận được, và chỉ đó là Hoa Kỳ không chấp nhận, Anh Quốc không chấp nhận, tất cả các quốc gia trên thế giới đều không chấp nhận cái đó. Nói tóm lại là nếu có đường bờ biển Việt Nam thì chúng ta có thể lấy thế được, nhưng mà Trung Quốc thì những cái chuyện, những cái đảo mà là đảo đó không phải là thiên nhiên, đó không phải là đảo, và cả những hòn đảo tí hon nó cũng không được có giá trị đó. Thì bởi vì cái đó là ngày xưa đó, thì đó chỉ là cái nơi mà chim đậu thôi, chim đậu thì là ấy thôi, chỉ là từ biển cái theo những cái bản quyết nghị và những bản án có hiệu lực chấp hành đó, của tòa án quốc tế rồi đó, thì tất cả những vùng mà không có độc, không có một cái gọi là một cái những hòn đảo nào mà không có cái quyền gọi là tôi nghĩa là không có người ở đó, đặc biệt đó, thì không được hưởng quy chế đó, bởi vì chỉ đó là cái nơi chim đậu của tôi, và chim đó thì không cần có 2 hải lý để mà bói cá, và cũng không biết khai thác áp dụng, cái đó là không có giá trị. Cũng vì vậy cho nên đã rõ là Trung Quốc không thể nói là ông dựa vào đâu mà ông có 2 hải lý đó. Thế thì luật pháp quốc tế quy định như thế là các đảo nhỏ cũng không có giá trị, và điều này không thể áp dụng cho công pháp quốc tế được. Và Biển Đông như vậy thì toàn thế giới không chấp nhận, Hoa Kỳ không chấp nhận, không ủng hộ, Ấn Độ không ủng hộ, cộng đồng châu Âu không ủng hộ, Australia không ủng hộ, Nhật Bản không ủng hộ, không có nước nào ủng hộ của Trung Cộng cả. Thì tất cả những vị bác học nghiên cứu tại Hoa Thịnh Đốn mà đều căn cứ là đường lưỡi bò chiến đoạn, mà Trung Quốc thì muốn biến cái khu vực này thành cái vùng tranh chấp riêng, tranh chấp đó từ ăn đòi những cái quyền gọi là lợi ích cốt lõi của họ, thì lời tuyên bố chủ quyền này của Trung Quốc không có cơ sở, vì nó rất xa Trung Quốc và không có bằng chứng lịch sử nào hết, bởi vì lịch sử của ông chỉ có tối đa là có 12 hải lý thôi. Thì tất cả các vụ nghiên cứu về Na Uy, về giám đốc về đại học Trung Quốc cũng có này, là đại học Trung Hoa, thì là học về chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng thì là đường chín đoạn đó, chính vì tàu nói như thế, là nguyên nhân gây căng thẳng trên Biển Đông. Thì Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 82 cũng nói rõ rằng thì là về cái quyền mà thẩm quyền mà phán xử cái bộ này đó thì phải do tòa án quốc tế, và mà cái đường chữ U và đường chín đoạn đó không đề cập đến, cho nên không có giá trị pháp lý từ bờ biển này, đường cơ sở đó, và vi phạm căn bản về luật quốc tế. Thì nói tóm lại là tất cả là cái bản thuốc trình này ý là 8 trang, nhưng tôi thấy tối đạo như vậy cả, tôi không cần nhắc lại nhiều. Nhưng mà tất cả các thứ, cả Tân La Ba, cả hết đều nói thì là cái biển ông gọi là biển lịch sử đó, bây giờ đó là tôi gọi đường lưỡi bò chiến đoạn đó, nó gọi là đặc khu hành chính Hải Nam, bây giờ là không có giá trị, anh chỉ được có đó 12 hải lý thôi. Thì thưa quý vị và các bạn, nếu mà người ta nói thì có thể tòa án trọng tài quốc tế sẽ phán xử vụ này trong tháng 7 tới đây, hay là đến năm 2017, tức là nội trong vòng 1 tháng hay trong 2 năm, thì chúng ta chưa biết rõ. Nhưng mà chúng ta có nói họ có thể ít nhất là 75% chúng ta thắng rồi. Mà nếu mà sau khi tòa án quốc tế tuyên phán thì là đường lấy bỏ chín đoạn đã bỏ đi rồi, thì tất cả cái vùng đó, thì là đặc biệt là những cái vùng mà tôi gọi là biển khơi đó, tôi có viết thư cho tổng thống Aquino về mấy cái điểm đó, là cái điểm thứ nhất ấy, là cái điểm biển khơi tức gì, biển khơi tức là thế này, tính từ biển duyên hải ra này 12 hải lý là gọi là biển lãnh thổ, và 200 hải lý là nó gọi là vùng đặc quyền kinh tế đánh cá hay là thềm lục địa để khai thác dầu khí. Tức là tất cả cái quốc gia duyên hải chỉ có được 212 hải lý thôi, còn ngoài ra cái đó là biển khơi. Mà biển khơi thì theo điều 89 tôi có đệ trình với tổng thống Aquino đó, là không một quốc gia nào có quyền được thủ đắc chủ quyền, được nhận đó là cái đất của họ cả,
vì biển khơi là dành cho tất cả các quốc gia trên thế giới đều được tự do thông thương qua cái đường biển khơi đó, và không ai có được quyền lâm chiếm cái đó cả. Thì Trung Cộng còn cái này rõ ràng là thua, và không bao giờ Trung Cộng sẽ trả lời cái đó, và không có cách gì trả lời, mà cũng không thể trả lời được. Và sau cái vụ này, sau cái vụ mà Hoàng gia Trường Sa này, thì có hai hậu quả rất là có lợi cho chúng ta. Một là chúng ta sẽ giành lại được Hoàng gia Trường Sa các thứ, nhưng mà chúng ta lại không làm đúng thủ tục đó. Vì sao? Vì Đảng Cộng sản bây giờ là những kẻ phản bội của Tổ quốc, những cái tay sai của Cộng sản, những cái chuyện giao tô phương thì thằng lưu manh, và sẽ còn có thể mang đất nước này đến 1.000 năm đô hộ nữa vì do những thằng Cộng sản này. Cho nên họ phải bị giả thể, họ phải đi rút lui, mà họ phải hối cải, rồi họ sẽ chịu khó, họ xin tạ lỗi quốc dân, và họ sẽ phải tìm cách là họ rút hết cả chính quyền đi, và tất cả những tài sản của họ phải giao hoàn cho quốc dân. Thì lúc đó may ra hắn mới có thể có chữ đại xá được. Nhưng nếu mà Cộng sản ngoan cố như này thì theo tôi đó sẽ bị toàn dân đứng lên tiêu diệt. Cho nên trình bày vấn đề biển là vùng hải phận, trình bày vấn đề đấu tranh pháp lý, đấu tranh chính trị, đấu tranh về lãnh thổ, đấu tranh về ở biển Đông Nam Á, thì chúng ta thấy như thế là chúng ta có triển vọng và chúng ta có nhiều niềm tin trong vụ này. Và vì vậy chúng ta có niềm tin, cho nên chúng ta mới giữ vững tinh thần, và chúng ta sẽ đứng lên tranh đấu. Và muốn tranh đấu chúng ta phải tìm hiểu, có kiến thức, chúng ta phải học hỏi. Cho nên tôi sẽ cố gắng trong 2 năm tới đó, tôi sẽ phổ biến những kiến thức về pháp lý, về địa lý, về vấn đề biển cho các anh chị em ở trong nước và ở hải ngoại. Và nếu cần chúng tôi sẽ in lại những tài liệu đó đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, để tất cả có một cái ý niệm tổng quát được, thì là chúng ta phải thắng trong vụ này, và chúng ta nhờ cái cơ hội lịch sử 1.000 năm một thủa này, chúng ta sẽ giành lại không những là biển Đông, không những biển Đông Nam Á, mà chúng sẽ giành lại cái chủ quyền quốc gia và tự toàn lại biển đảo. Chúng ta sẽ giành lại được độc lập, chúng ta sẽ được thống nhất, chúng ta sẽ được tự do, dân chủ, nhân quyền và quyền dân tộc tự quyết, và dân tộc chúng ta sẽ là một dân tộc anh hùng, và đã 3 lần đánh thắng quân Mông Cổ, 3 lần đánh thắng quân nhà Tống, một quốc gia mà thiên hạ, mà khi mà Đức mà vua nhà bên Nhật Bản đó là cho các anh em sang Việt Nam này, đó chỉ là nước Việt Nam là đã cứu chúng tôi, cho nên chúng tôi rất ân tình, rất là vinh dự là được đi thăm cái nước Việt Nam. Thì chúng ta có quyền ngày hôm nay phục hồi lại cái danh dự của chúng ta, phục hồi lại cái chủ quyền độc lập của chúng ta, được phục hồi lại biển của chúng ta, đất của chúng ta, và chế độ của chúng ta, chế độ đó là chế độ Việt Nam Cộng hòa Việt Nam dân chủ pháp trị, và chúng ta sẽ có tôn trọng tự do tôn giáo, tự do nghiệp đoàn, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do lập đảng và tự do tuyển cử để mà bầu nước đất nước dân chủ và phú cường, để mà sánh vai với các quốc gia trên thế giới, và chúng ta sẽ có một cái nền văn hóa, chúng ta sẽ có một cái nền lịch sử, có một cái niềm tin, và chúng ta sẽ giúp đỡ dân tộc chúng ta và các anh em chúng ta, là chúng ta biến thành một cái thứ là hòn ngọc của Biển Đông, chưa là trước cái thời đại nhất và đại nhị Cộng hòa. Thì tôi xin nghĩa là trình bày vấn đề Biển Đông, các anh em có một ý niệm như vậy. Thì kỳ tới đó, tôi sẽ xin nói về cái vấn đề là những cái tai hại, những cái xảo quyệt, những cái làm hại cho đất nước, có cái độ tôi gọi là làm đại quốc dân như thế nào, thì tôi sẽ trình bày trong kỳ tới, để xin anh Việt tùy cái cách ngày nào, thì cái chủ như thế nào tôi có thể tôi làm hiểu được. Xin cảm ơn. Cảm ơn luật sư. Hôm nay cái chủ đề nó là 5 cái tội ác của Đảng Cộng sản coi như thế là đáng bị tử hình. Tuy nhiên luật sư muốn phân chia cái buổi hội luận hôm nay, cái đề tài hôm nay thành ra là nhiều lần, 2-3 lần, thành thử ra hôm nay mới là cái buổi mở đầu, mà đặc biệt do cái tình hình hiện nay đang biến động rất là nhanh ở tại Biển Đông, nên ông đã nói lại về cái vấn đề Biển Đông để cho các bạn trẻ có cái cơ hội hiểu rõ hơn cái chủ quyền của mình trên Biển Đông nó như thế nào.
thế nào là biển nội hải, thế nào là biển lịch sử và thế nào là đường cơ sở, thế nào là thềm lục địa, thế nào là biển mà chúng ta có quyền khai thác dầu khí hay đánh cá, và ngoài đó ra là biển khơi, là vùng lưu thông tự do của các quốc gia trên thế giới. Khi mà chúng ta đã hiểu biết rõ về được điều này rồi thì chúng ta lại càng thấy Đảng Cộng sản này phải đáng tội chết. Ở điểm nào? Ở điểm tự nhiên nó lôi thằng Tàu vào trong nhà của mình, xong rồi thằng Tàu nó tuyên bố là vùng này là vùng tranh chấp, giống như một đứa khốn nạn, một đứa con khốn nạn tự nhiên lôi thằng cướp vào trong nhà, xong rồi thằng cướp đứng ra tuyên bố cái nhà này đang có tranh chấp. Rồi tự nhiên đang có tranh chấp rồi, nó làm đủ mọi chuyện trong cái nhà đó, y hệt như hiện nay nó đang làm trên Biển Đông. Cái tội thằng Tàu một thì cái tội của Đảng Cộng sản là 10 lần, bởi vì đã dám rước giặc vào nhà. Ngày xưa theo luật của các triều vua chúa thời xưa, đặc biệt triều Lê, nếu người dân một tấc đất cho kẻ thù, tội của các ngươi cũng sẽ bị tru di tam tộc. Đó có hai sợ làm cái con đường gọi là con đường tơ lụa trên biển. Và như vậy có nghĩa là gì? Bờ biển Việt Nam không còn của người Việt Nam nữa, mà là của Trung Cộng kiểm soát và khống chế. Do đó cho tới hiện nay, trong những ngày tháng này, Trung Cộng ngang nhiên ra lệnh cấm đánh cá, Trung Cộng tiếp tục đâm húc tàu Việt Nam cho chìm cho chết. Việt Cộng chẳng hé môi. Có những chiếc phản lực bay lên để mà quan sát bờ biển, vân vân và vân vân, liền bị bắn rớt. Và phi công chết được thiêu xác bỏ vào hũ tro, bỏ vào một cái túi sách, rồi đưa về cho thân nhân giấu giấu đút đút như là buôn lậu. Tất cả những hiện tượng đó thì làm gì còn Việt Nam? Không biết là luật sư có còn trên diễn đàn hay không? Và các bạn có muốn chia sẻ điều gì với luật sư thì xin giơ tay. Thưa luật sư, vừa rồi là luật sư mới nói lại về cái vấn đề Biển Đông và vấn đề những cái chi tiết của cái luật biển năm 1982 xác định mọi sự rất rõ ràng. 75%, 80% nếu Việt Nam kiện ra tòa án quốc tế, Việt Nam sẽ thắng. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng bây giờ, thưa luật sư, ngay cả nếu mà Việt Cộng thắng đó, mà chúng ta tiếp tục tranh đấu Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam đó, rồi mai mốt nó giao cả cái đất nước này cho Trung Cộng, thì việc làm của chúng ta có phải là giả tràng không? Có phải là chúng ta làm dùm cho Trung Cộng không? Bây giờ Trung Cộng còn đang là phải tấn công với 2-3 kẻ thù. Bây giờ tự nhiên chúng ta thâu tóm lại hết cho Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa cho Việt Nam, rồi 6 năm nữa nó giao nạp toàn bộ đất nước này cho Trung Cộng, thì automatic Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông,
là của Trung Cộng rồi. Không biết điều này giáo sư nghĩ sao, luật sư nghĩ sao về cái về cái lý luận xem ra có vẻ hợp lý đó, mà cũng có thể là một cái ưu tư của rất nhiều người giữa cái vấn đề chúng ta tiếp tục đấu tranh cho Hoàng Sa, Trường Sa, rồi mai mốt Việt Cộng nó giao nạp cho Trung Cộng thì cũng như không. Xin mời luật sư Nguyễn Hữu Thông có thể chia sẻ cái điều này ạ. Đã cứ phải pháp lý và chính trị. Bởi vì pháp lý theo tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc có họ tuy toán có thể trong vòng 1 tháng hay trong vòng 2 năm. Nhưng mà nếu họ tuyên án thì họ chỉ có hủy bỏ cái đường lưỡi bỏ chín đoạn đi. Và những cái thành những người mà như Phi Đức Tân đã đề đơn trình rằng thì là cái biển là cái vùng hải phận của mình đến đâu thì sẽ được là cái quyền đó. Thì tức là thay vì ngày hôm nay đấy thì từ cái chỗ mà đường lưỡi bò đó về cái về cái lục địa mà Phi Đức Tân đó chỉ còn có 25 hải lý thôi. Thế bây giờ họ sẽ được những cái vùng mà đến cái vùng gọi là Hoàng Nham đó, Scarborough đó, là 2000, nghĩa là 215 cây số, thì cái đó họ thuộc của mình. Nhưng mà vì Đảng Cộng sản Việt Nam không có khởi tố cho vụ này, cho nên tòa án hình sự quốc tế, tòa án không trọng tài quốc tế đó, không biết là họ có thụ lý vì cái việc là Việt Nam không, nếu Việt Nam không để đơn xin thì tôi thấy thì là tôi cũng hành nghề luật sư lâu năm, nếu mà đương sự có quyền lợi mà không khiếu nại thì tòa án không thể nào mà đứng ra mà giải quyết dùm cho họ được. Cho nên tôi nghĩ rằng thì là Đảng Cộng sản cũng không thu hồi lại được cái Hoàng Sa Trường Sa, bởi vì tòa án không có tuyên án về cái vụ đó. Cũng vì vậy mà lúc đó thì quốc dân sẽ thấy rõ được thì là cái sự đồi bại của Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ nó tệ hại như thế nào. Nếu mà nó chỉ là một cái người rất giản dị, thì nó làm một cái đơn khởi tố, nghĩa là xin gọi là xin xen vào vụ đó cùng với Tổng thống Aquino đó, thì tôi chắc rằng thì là hắn sẽ có được thắng tất cả cái vụ này. Nhưng mà vì hắn bị cái sự nghĩa là lệ thuộc cũng như cái nô lệ của hắn lâu năm quá về quyền lợi cũng như là về địa vị các thứ đó, thì đặc biệt là bây giờ đó là một thứ tay sai của Bắc Kinh rồi, thì nó không dám làm, nó không cũng sợ nữa. Thì sau khi đó thì hắn sẽ không được hưởng cái gì hết, bởi vì phải có chính phủ làm đơn mới được. Cho nên nếu mà không được gì nữa thì tất cả quốc dân trong nước sẽ phẫn nộ, và tại làm sao mà Phi Đức Tân làm được mà anh không làm được, thì tức là như thế là anh phản bội. Thì lúc đó theo tôi đó, là có một cái làn sóng rất mạnh về đấu tranh, và đặc biệt là họ sẽ rất là bất mãn, và tôi nghĩ là cái phản ứng rất mạnh mẽ. Và không những là chỉ có cái giới thanh niên đâu, mà tôi như là cả những thành phần của quân đội đó, tất cả những người mà cựu chiến binh đó, và đặc biệt hôm nay là tôi thấy càng ngày những người mà ý thức về cái sự tai họa của Đảng Cộng sản càng ngày càng rõ rệt mà càng sâu đậm. Cho nên rất có thể chúng ta cái cơ hội này thì chúng ta có thể vụ lên để mà giành lại cái chủ quyền độc lập hay quyền tự do dân chủ nhân quyền cho một quốc gia để Tam Cộng Hòa Việt Nam được bãi bỏ chế độ Cộng sản, thì có thể cũng là một cơ hội mà theo tôi là rất thuận tiện để chúng ta có thể vụ lại được. Còn cái thực tế như thế nào thì chúng ta phải theo dõi trong vòng đó, có thể trong 2 năm mới biết. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì rõ rệt là nó vẫn mỗi lần đi nó phải đến nó xin phép thằng Tàu, thì nó không dám kiện thằng Tàu đâu. Thì nó không dám kiện thằng Tàu thì nó không, vì nó không kiện thằng Tàu thì tòa sẽ không thụ lý. Không thụ lý tức là cò thằng Tàu, tức là mình vẫn mất cái vùng ấy. Thì cái vùng mà gần cái Scarborough còn bên Phi Đức Tân thì được hưởng thôi, chứ còn gần Việt Nam vẫn là của Tàu, bởi vì không ai phản đối cả, chỉ có Việt Nam phản đối mà không phản đối. Vì vậy cho nên là đây là cơ hội và phải đứng đấu tranh để mà dẫn lại thế giới được Cộng sản, là bởi người dân sẽ đứng nổi dậy. Theo với tôi là không có cái sự nhục nhã nào bằng khi là một cái Phi Đức Tân, cái quân đội nó không có bao nhiêu, yếu hơn mình nhiều, mà còn dám làm. Mà Việt Nam thì mỗi lần như thế là đúng là một cái tay sai của Bắc Kinh, nó chưa hầu.
đó là cái đại tội của lịch sử. Thì cái người tội đó là không không nhớ là Chu Di Tam Độc đâu. Cái đó là theo tôi đó là một cái gì xưa nay chưa thấy có một người không một cái người nào hay là một cái đảng phái nào hay một cái cơ quan nào dám làm cái việc tài trời như vậy. Nhưng như khuôn nữa ngày xưa đó, thì họ còn có thể họ tha thứ được. Chẳng hạn như cũng ngày xưa thời nhà Lê họ tha thứ được. Nhưng ngày hôm nay tôi nghĩ thì là dân chúng sẽ không chịu tha thứ đâu. Bởi vì trong bao nhiêu năm nay, 70 năm nay là đau khổ thế nào thì người dân sẽ vụ dậy và đấu tranh. Cho nên chúng tôi ta tin rằng thì là chúng ta còn có niềm tin, chúng ta có thể giữ vững được. Chúng ta sẽ có những yểm trợ quốc tế, chúng ta sẽ có những sự khuyến khích. Thì chúng hy vọng thì là chúng ta sẽ hoàn lại không những là cái chủ quyền độc lập quốc gia từ toàn vẹn lãnh thổ, mà chúng ta lại có giành được cái quyền dân được tự quyết, cái quyền tự do dân chủ nhân quyền, và để xây dựng một chế độ Đệ Tam Cộng Hòa Việt Nam, không còn cộng sản nữa, vì chế độ cộng sản sẽ giải thể và đại đa số những người cộng sản hiện tại đó sẽ trở lại dân tộc, và sẽ theo tôi là họ sẽ không bãi bỏ chế độ cộng sản đi, và họ sẽ trở lại một cái chính trị đấu tranh mới như các nước Đông Âu đó, là họ theo chế độ gọi là tự do dân chủ nhân quyền. Đó là lời mong hỏi chúng tôi, cũng là cái lời cầu nguyện của chúng ta. Dạ, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thống. Và trước khi mà anh Văn Khoa và anh Đức Hòa là hai người đã giơ tay, thì có một cái câu hỏi của một vị chatter người Sadek ở trên Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam có hỏi như thế này. Mặc dù Lạc Việt biết là cái câu hỏi này luật sư cũng đã trình bày rồi, nhưng mà nhân cơ hội này xin luật sư xác định một lần nữa, có lẽ cũng là điều tốt cho rất nhiều các bạn trẻ khác cùng một cái ưu tư như vậy. Đó là từ Hải Nam của Trung Quốc tới Hoàng Sa của Việt Nam là bao nhiêu cây số, nó có hay không? Xin mời luật sư Nguyễn Hữu Thống ạ. Có quyền tôi gọi là Trường Sa theo công pháp quốc tế đó, thì có cái sự đo đạc thì từ Hoàng Sa mà về đến lục địa Việt Nam, tức là cái chỗ gọi là Quảng Ngãi đó, thì chúng ta có 156 cây số, 150 hải lý, tức là trong vòng 200 hải lý. Nhưng mà từ Trường Sa mà về đến biển Quảng Đông đó thì là 270 cây số, tức là ngoài cái vòng luật định là 200 hải lý. Cũng vì vậy mà nó không dùng cái đó. Thứ hai nữa là theo cái lời phúc bài phúc trình của một cái vị gọi là nhà khoa học là Armand Krem, cô là giám đốc của cái trung tâm cái là hàng hải tại Việt Nam ở Đông Dương đó, thì năm 1925 có làm 2 năm để nghiên cứu đo đạc và căn cứ vào cái vùng hải phận cũng như là cái biển lãnh thổ, đặc biệt là cái vùng đặc quyền kinh tế, và thấy rõ thì là nếu mà những vấn đề mà hải phận mà chạy thoai thoải từ Trường Sơn mà ra đến Cù Lao Vé rồi đến tất cả những Hoàng Sa Trường Sa đó, thì nó là một cái sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài biển, thì các quốc gia trên hải thay vì được 200 hải lý sẽ được thành 350 hải lý. Đó là thêm lục địa, địa chất, tức là nếu ở vùng trong này có những cây cỏ như thế nào thì cái vùng ngoài đảo kia nó cũng cây cỏ như vậy. Thế thì ở dưới đáy biển đó thì có một cái sự gọi là chạy thoai thoải như vậy, tự nhiên như thế, thì thấy rõ thì là đó là nó gọi là biển vùng đặc quyền kinh tế đó, thì là 200 hải lý, thì nó thêm cái đó là nó là địa chất và địa hình đó, tức là cái sự kết nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài biển. Thì đó là như là ông Covington với Berlin có nói ở bên Trường Sa đó, là chúng ta có từ chỗ mà Thanh Long tới Chính ở cái vùng phía Nam đó, thì chúng chạy đến đảo Trường Sa đó, thì đó là một sự thoai thoải, không có một sự giống như vậy. Trong khi đó thì từ bãi Thanh Long tới Chính của chúng ta về đến Trung Quốc đó, thì có rãnh biển sâu là đến 2.500 một cái lần, 5.000 thứ gấp là ở cái vị tuyến thứ 12 đó, gần chỗ Hải Nam đó,
là đến nơi chỗ đó thì tự nhiên biển nó sôi sướng, nó không phải tự nhiên nữa. Và cái địa chất của nó không giống như cái địa chất của cái bên trong bờ biển thì không được hưởng quy chế đó. Cho nên là chúng cậu không dám nào không làm được cái đó, bởi vì có hai chỗ, cũng chỗ 12 hải lý đó, một chỗ nó 12 mà thì là một cái sụt xuống là 2.500 mét, một cái là sụt xuống là 5.000 mét, 5 cây số, thì đó không phải là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ Quảng Đông mà ra đến Triệu Trường Sa họ ra được, và họ không được hưởng cái quy chế thêm lục địa, nó gọi là mở rộng hay là thiếu được địa chất đó, cho nên họ sẽ thua mình vì cái đó. Và chính chúng ta đó thì khả ông luật sư cái là hai vị nghiên cứu về vấn đề đó là ông tiến sĩ Graham, tức là ông là giám đốc viện đại học mà Việt Nam ở Đông Dương đó ngày xưa đó. Thì lúc đó ông làm 2 năm rồi, từ năm 1925 đến 27 mới được cái phúc trình đó. Vì hôm nay cái bản phúc trình nó còn lại ở cái viện Đông Bắc Cổ ở Paris. Và thứ hai nữa là bản phúc trình của hai luật sư ở bên DC, Washington DC đó, tên là Covington với Berlin. Thì là ông Võ Văn Kiệt cũng có nhờ làm cái đó. Thì cái bản phúc trình đó thì tôi có nghe qua, thì là nói thì là về mọi phương diện thì Việt Nam là từ cái chỗ mà bờ biển Thanh Long Tư Chính là từ Trường Sa thế này đó, mà chạy thoải thoải đến cái đảo Trường Sa đó là cánh có 220 hải lý thôi, tức là vẫn nằm trong thềm lục địa Việt Nam. Và đặc biệt là chạy thoải thoải có 400 thước thôi, mà đến cái chỗ kia thì còn có 200 thước, tức là không có cái sự sụp xuống, tức là cái sự tiếp nối tự nhiên của lục địa từ đất liền ra ngoài biển thì được hưởng quy chế gọi là thêm lục địa mở rộng, thì ta có thể đo đến 350 hải lý. Thì cả hai trường hợp đó chúng ta cũng thắng cả. Đó là hai người luật sư mà tôi nổi tiếng nhất. Thế là còn mình như thế là còn mình là chỉ đến là kia có 150 hải lý, tức là vẫn ở trong có 200 hải lý hợp lệ rồi. Cả Trường Sa thế mình có 220 hải lý thôi, tức là mình như thế mình có thể là thường mở rộng nữa thì mình có thể có hơn 200 hải lý, có thể đến 350 hải lý và mình vẫn thắng. Hải lý là cái luật định của nó dùng chữ hải lý, là 200 hải lý là thường. Nếu mà có cái sự gọi là chạy thoái thoải tự nhiên thế này, nó gọi là prorogation naturel đó, một sự tiếp nối tự nhiên đó, thì là nó gọi là thêm lục địa địa chất. Tức là ở trong cái miền miền như vậy thì là cùng một cái địa chất đó. Chẳng hạn như là chúng ta nó cái thí dụ dễ hiểu nhất, chúng ta có những con san hô chẳng hạn, thì các bạn biết là con san hô đó thì nó chỉ ở những vùng nhiệt đới thôi, chứ nó không có bên Nhật Bản, nó không có nguyên cái biển Trung Hoa được. Thì nó chỉ có là Việt Nam này, Australia, những cái vùng đó cũng đấy. Thì là hoàn toàn cái đó là chỉ nó mà nếu mình nước biển là nếu mà chẳng hạn như là không đến đó, nó chỉ đến 28 độ thôi. Nếu mà nó không đủ cái đó thì nó sẽ không sống được, nó sẽ chết. Và tất cả những biển như là biển Đông Trung Hoa hay là biển Nhật Bản đó thì không có một cái dạng san hô nào hết. Chỉ có những nước mà như là Việt Nam, Australia, vùng nhiệt đới đó thì mới có điện san hô. Cho nên cái sự tiếp nối tự nhiên đó là ở nước có cái san hô, chứ không phải ở Nhật Bản, cũng không ở Trung Hoa. Thì Trung Hoa với Nhật Bản không thể nào làm được cái đó. Thì cái điểm đó thì đấy, giải quyết từ đâu rồi? Từ thì tôi đã viết trong cái gọi là ở xa Trường Sa theo công pháp quốc tế đó, thì cái đó tôi đã phổ biến. Và tôi sẽ tìm cách tôi sẽ phổ biến nữa, thì các anh chị em có đọc thêm cái đó để có một cái sự vững chắc về niềm tin, đặc biệt là phải am hiểu những vấn đề về pháp lý, về địa lý, đặc biệt là mình biết rõ như thế thì mình mới giữ cái niềm tin, mình khi mình đấu tranh mình có cái niềm tin được. Dạ thưa luật sư, cái câu hỏi của người Sa Đéc nó đơn giản hơn nhiều. Thứ nhất á, là từ Hải Nam của Trung Quốc đến Hoàng Sa là bao nhiêu cây số? Bởi vì họ người Sa Đéc cho rằng Hoàng Sa rất gần với Hải Nam, như vậy nó có thuộc về biển của Trung Quốc hay không? Vâng, xin giáo sư focus lại cái câu hỏi của người Sa Đéc ạ. Xin mời giáo sư. Sau này nó biến thành một cái nó gọi là tỉnh. Thế nhưng mà theo cái sự thoái thoải chạy thoái thoải đó, từ cái biển từ Quảng Đông ra đó thì đến cái chỗ mà Hoàng Sa Trường Sa đó thì là 270 cây số, 270 hải lý rồi, thì nó không phải ở trong cái thềm lục địa của Trung Quốc đó, đó. Mà còn mình nói đó, đảo Chí Tôn đó thì chỉ cách Quảng Ngãi có 115 hải lý thôi. Thì tức là theo cái sự nghiên cứu cũng như trình bày của hai vị mà
chuyên viên về vấn đề hải 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 học đó là luật sư Ác Văn Kem, là người Pháp, là ở chỗ Nha Trang ngày xưa đó, là gọi là trung tâm hải học Nha Trang đó. Và một cái vị hai vị nữa là các luật sư bên Washington DC đó, thì họ làm như thế, thời gian họ làm có đến gần 6-7 tháng mới xong đó, thì họ quyết định thì là 100% mình sẽ thắng, là các cái vùng đó, cả vùng Trường Sa đó là nó ở gần của mình, chỉ có hơn 200 hải lý thôi, mà từ chỗ Trường Sa đó về Quảng Đông đó, đã đến 580 hải lý, tức là nó không thể nào hy vọng được, nó chỉ tối đa để gói 350 thôi, nó quá 350 là không thể nào đại hành được. Trường Sa là nó thôi rồi, nó chỉ có Hoàng Sa đó, thì Hoàng Sa đó là về phương diện địa chất đó, thì nó là sự kết nối tự nhiên, mà trong khi đó từ trước khi mình đến Hải Nam đó, thì có một cái rãnh biển rất rất sâu là 2.200 mét, tức là không phải là sự tốt nước tốt kết nối tự nhiên, cho nên cái đó không phải là cùng một cái chất mà được hưởng cả. Mà Việt Nam ấy thì không có một cái chỗ nào mà quá cả. Từ đầu tiên còn đó là 95, sau đó đến đến 120, đến 115 đó, cho đến 150 là hết rồi. Thì là của mình chỉ đến Hòa Sa đó. Nhưng còn bên Trường Sa đó, thì đảo Trường Sa mà chỉ cách cái chỗ Thanh Long tới chính đó, thì một người nhất là chỉ có 400 chỗ thôi. Cho nên đó là sự tiếp nối tự nhiên của lục địa, từ đất liền ra ngoài biển. Thì chúng ta được gọi là thêm lục địa, địa chất hay là thêm lục địa mở rộng. Thì cái đó thì theo tôi là nếu như tòa án trọng tài thì mình cũng thắng được. Các luật sư đã có biết như vậy, họ sẽ đo chứ. Thì cái đó họ sẽ đo từng thước một rồi, rõ lắm. Và làm cái đó rồi sau 7-8 mới xong đấy. Hai ông cô bị chân đơn linh. Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ còn hai câu hỏi chót cho cái buổi hội luận hôm nay, và chúng ta sẽ tiếp tục trong những buổi hội luận tiếp theo với luật sư Nguyễn Hữu Thống. Xin mời anh Văn Khoa và mời anh Đức Hòa xin mời đặt câu hỏi, và nếu là chia sẻ thì xin trong vòng 3 phút, rồi sau đó có muốn trình bày thêm thì xin lại giơ tay tiếp. Xin mời anh Văn Khoa. Kính chào toàn thể quý vị. Kính chào luật sư Nguyễn Hữu Thống. Thưa quý vị, câu hỏi của tôi đó, thưa quý vị, là luật biển năm 1982 thì chính quyền Mỹ đã ký, nhưng mà chưa, thưa quý vị, Quốc hội Mỹ chưa có chuẩn nhận, tức là thưa quý vị cái gì, thưa quý vị tôi quên mất tên rồi, cái danh từ chuyên môn của luật học. Thì thưa quý vị, là tôi xin hỏi luật sư Nguyễn Hữu Thống, vậy thì cái luật biển 82 coi như là chưa được toàn bộ chính quyền Mỹ chấp nhận. Vậy thì bây giờ nếu mà nói về cái vụ Trường Sa và Hoàng Sa, thì thưa quý vị, là thưa luật sư, là khi mà người Mỹ đòi hỏi Trung Cộng phải luật áp dụng về luật biển 82 mà người Mỹ lại chưa chấp nhận cái luật đó, thì có hợp lý hay không, thưa luật sư? Thưa quý vị, đó là câu hỏi của tôi. Cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn anh Văn Khoa. Xin mời luật sư ạ. Rõ lắm. Trung Quốc khi đó, Hoa Kỳ thì năm 1982 đó, cùng với Anh Quốc và không khí công ước luật biển, bởi vì họ chưa thỏa mãn về những cái điều khoản mà áp dụng cho vùng biển khơi, mà cái biển khơi đó thì là cái vùng mà đi tìm những cái sinh vật cũng như là những cái có lợi đó, thì họ phải mất nhiều tốn kém, cho nên họ chưa gia nhập đó. Thì sau này đó, thì sau khi mà tôi biết gửi cái vị năm 1995 tôi gửi cho các vị đó, thì lúc đó thì tổng thống Clinton cũng có liên lạc một nơi nói thì là những vấn đề đó thì bây giờ chúng tôi đồng ý thì là chúng tôi nên chấp nhận, thì ông có yêu cầu là thượng nghị viện cho gia nhập cái công ước luật biển. Thế nhưng mà họ cho là không cần thiết, bởi vì cái vùng biển của họ ở biển Trung Quốc đó, thì không có liên hệ gì đến cái chỗ mà tranh chấp cả, mà tất cả những nước các quốc gia láng giềng đó, cũng không có người nào mà có cái đòi cái gì cả. Chỉ khi nào có người nào khởi tố trước tòa quốc tế, họ
hoặc là tòa án quốc tế luật biển, hay là tòa án quốc tế gọi là công lý ở La Hè, tức là một chỗ mà lúc đó mới tính. Chứ ngày hôm nay là Hoa Kỳ không có can thiệp vào cái vụ tranh tụng này. Hoa Kỳ chỉ tranh cầm cái vụ gọi là đường lưỡi bò chín đoạn thôi. Thì cái đó thì là áp dụng cho toàn thế giới, là cái đó là cái vùng tự do giao thương cho toàn thế giới, người nào cũng có quyền đi qua cái đó, và không một người nào có thể thủ đắc chủ quyền được, không người nào có thể nói là chúng tôi là có cái đó được. Bởi cái điều đó, hai cái nguyên tắc của đó là, một cái nguyên tắc đầu tiên ấy, là dành cho các quốc gia duyên hải ấy, một cái vùng đánh cá và khai thác dầu khí là 200 hải lý, và thứ hai đó là dành cho cái vùng biển khơi ấy, tức là cách 220 hải lý, thì là cho tất cả các quốc gia trên thế giới được tự do thông thương, và không một quốc gia nào có quyền đòi dành cho đất của riêng của mình. Cho nên tất cả cái lao động kể hôm nay, cái đối tượng của nó không phải là ra từ xa, mà đối tượng của nó là đường lưỡi bò chín đoạn, là bề dài của nó từ Quảng Đông mà cho đến Nam Dương là 2000 cây số, mà từ Việt Nam mà cho đi qua phía lớn là 37.000 cây số vuông. Thì tất cả cái đó không dính dáng gì đến cái chuyện gọi là theo cái luật biển, cái điều bao nhiêu đó, tiên điều 76 thì có cái đó, là cái điều đó là 200 hải lý. Thì Hoa Kỳ đó này không có can thiệp của nó, chỉ có hủy cái đường lưỡi bò chín đoạn thôi. Thì cái điều đó Hoa Kỳ có đâu không có khởi tố, mà Philippines khởi tố, thì họ sẽ thủ lý cái đơn của Philippines, họ sẽ đo Philippines đến cái chỗ mà Scarborough đó là bao nhiêu, và như thế là cái vùng đó là vẫn là vùng biển khơi rồi, biển khơi vùng biển cách từ Trung Hoa là hơn 5.000 cây số, trong khi đó thì người ta chỉ có quyền đến là 212 hải lý thôi. Ngoài xa quá 220 lý thì gọi là vùng biển khơi rồi. Thì cái đó là vấn đề pháp lý giữa Philippines chứ không phải là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ không chính, không can thiệp vụ này. Vâng, xin cảm ơn luật sư. Và bây giờ mời anh Đức Khỏe. Trước tiên xin hỏi quý vị có nghe rõ tiếng tôi nói không ạ? Alo, xin cho tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Phong Trần, cảm ơn anh Lạc Việt. Xin kính chào quý vị và các bạn, xin kính chào luật sư Nguyễn Hữu Thống. Trước tiên, chúng ta phải nhận định được cái chân tướng của tụi Cộng sản China, có nghĩa là chúng là bọn cướp, tức là chân tướng của nó là lừa bịp, cướp của và giết người. Thì vấn đề luật pháp là đối với nó là zero, không có khe, nó không có khe luật biển quốc tế Philippines đưa China ra tòa án quốc tế, ba cái chuyện luật pháp, luật biển cái gì đó là nhục thùng rác đối với tội cướp của giết người và lừa bịp cộng sản như vậy. Và Mao Trạch Đông đã nói là luật là trên đầu súng, luật là cái cây súng đối với tội ăn cướp của giết người như vậy á, luật của nó là họng súng. Vậy thì nó vẫn ngang nhiên, nó xâm chiếm Biển Đông với cái đường lưỡi bò như vậy, nó vẫn ngang nhiên xây dựng các cơ sở quân sự, hải cảng, đường băng cho máy bay, vân vân. Thì Mỹ và thế giới có dám làm gì nó không? Xin hỏi luật sư là Mỹ và thế giới có dám đánh China như vậy không? Nó không khe, nó chỉ cần là quân sự của nó, cái vũ khí của nó tăng cường là nó cứ đi chiếm thôi. Luật pháp dục thùng rác. Như xin hỏi luật sư Hữu Thống là
chuyện gì sẽ xảy ra, Mỹ có dám đánh China không? Xin hết ạ, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thống, xin cảm ơn diễn đàn và xin trả mic lại cho anh Lạc Việt ạ. Hay lắm, là nó có dám Trung Cộng nó có dám làm cái gì đó không? Nó làm cái gì là hỏi theo luật dương của nó không? Thế thì thực sự ra thì năm 1982 đó, thì lúc đó thì nó được thay thế cái bên bên Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc đó, thì nó được là một cái thứ một trong ngũ cường. Thì trong đó thì ngày hôm đó là có năm cái quốc gia ngũ cường đó, thì là chỉ có Pháp, Nga và Tàu thì được thay ông từ cái thạch đó, chỉ Trung Cộng đó, thì là được làm cái cường quốc, mà được ưu tiên là một cái thứ như là một cái điều được một cái đặc biệt như là một trong ngũ cường đó. Thì anh Lê mới đi là Mỹ là không đi họp, cho nên khi mà Trung Quốc nó được đi họp cái đó thì nó mừng rõ lắm, thì nó ký ngay. Thì sau khi nó ký thì nó thấy cái 270 nguy hiểm quá, thì bởi vì nó không thể ăn ra được như anh nói đó. Thì lúc đó trong 1992 là 10 năm sau đó, nó làm thêm một cái khác nó gọi là biển quốc nội của nó, cái biển không phải quốc tế, cái luật quốc nội của nó thì được biển, thì cái luật quốc nội đó không có giá trị, bởi vì anh không có quyền mang cái quyền, nó cái điều luật nói rõ lắm, thì là về phương diện không pháp quốc tế đó, thì những cái vấn đề mà của những cái đạo luật hay những cái hiệp ước mà của quốc tế đó thì có giá trị cao hơn là những cái việc ở trong nước với anh, bởi vì trong nước của anh chỉ có áp dụng cho dân chúng của anh thôi, chứ không áp dụng cho người ngoài được. Cho nên tất cả nó đưa ra cái chuyện mà áp vào thì đâu được cái đó, và từ thế nó mới không làm được cái đó. Và đặc biệt là ngày hôm nay á, thì Trung Cộng là 1000, những tôi nhớ là 2009, 1900, vâng, cách đây chừng độ 2009 này, thì là nó có gửi tất cả thế giới là, thì là các anh em biển không là xin, nếu mà con muốn thêm cái thềm lục địa mở rộng đó, thì là ông phải làm với tôi cái đơn này, trình bày những cái vấn đề như là như cái điểm này, căn cứ vào những vấn đề kỹ thuật này, vấn đề địa chất này, thì Trung Quốc có nạp một cái đơn đó. Được cái nạp đó thì là hắn không theo những cái tiêu chuẩn mà họ quy định là phải có đo đạc như thế nào đâu, thì hắn mang cái lưỡi bò ra, hắn lại làm cái là cái đó là của tôi, thì nó bắt ngay nó bảo cái này không phải, cái khác, cái kia là bị mở rộng là khác, là phải có sự tuyên ngôn tự nhiên của lục địa, thì cái đó là vấn đề địa lý mà pháp lý. Thế thành ra cái chuyện mà anh Tàu bị bắt đi ngay thôi, rồi tôi đang bị bắt đi rồi, từ đó không nói nữa. Và trong cái đời hồ sơ này từ năm 1512 đó, thì là khi luật tân nghĩa là khởi tố kèm nay đó là hơn 3 năm rồi, Trung Quốc không trả lời một câu nào, là không trả lời mà không có một lý lẽ nào có đáp được cả. Thì chính những cái người mà ông giám đốc trong cái viện hải học của Trung Quốc đó cũng nhìn nhận thì là Trung Quốc không nên không làm cái đó, bởi vì thế là gây cái sự mâu thuẫn và sự không buôn bán được. Bởi cái đảo tất cả những người đi lại như thế là không phải riêng với Trung Quốc mà cho toàn thế giới, cho nên toàn thế giới và có quyền lợi ngang nhau, chứ không người nào có thể là tự mình chiếm cái nào đó kêu đâu. Bởi vì nếu không thì anh đã ký cấu như biển thì anh phải theo cái đó. Thì tôi nghĩ là như tôi nói bây giờ đó, là toàn thế giới bây giờ toàn cầu bây giờ chống Trung Quốc cái đó, thì đó là một cái điểm rất lợi cho mình về phương diện chính trị cũng như phương diện tâm lý, đặc biệt là mang lại cái niềm tin cho những dân tộc như Việt Nam được làm được. Vâng, xin cảm ơn luật sư. Buổi hội luận hôm nay chúng ta cũng sẽ tạm ngưng ở đây, bởi vì chúng ta sẽ còn 2-3 cái buổi hội luận nữa với luật sư Nguyễn Hữu Thống. Chúng ta sẽ lần lượt cùng tham khảo với luật sư để trước hết là cái vấn đề chúng ta tranh đấu cho Biển Đông, tranh đấu cho Hoàng Sa, Trường Sa không phải là tranh đấu trực tiếp với Trung Cộng hay là tranh đấu trực tiếp với thằng Việt Cộng, không phải. Mà là chúng ta đang là tranh đấu thu phục nhân tâm của những người Việt trong quốc nội hay cả hải ngoại này, để xác định một cái niềm tin là Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam theo công pháp quốc tế, theo lịch sử. Khi mà những sự kiện này được người dân hiểu rõ thì cái vấn đề người dân sẽ đứng lên để tranh đấu chống lại cái bọn
cầm quyền hiện nay, Việt Cộng hiện nay là lẽ đương nhiên, bởi vì chúng nó đã bán Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông cho quan thầy của chúng nó để có lợi nhuận cá nhân và xây dựng những cái villa biệt thự thật là sang trọng, thật là đẹp đẽ cho chính cá nhân chúng nó, trong khi tuyệt đại đa số quần chúng vẫn là lam lũ và không có nhà cửa, trở thành hàng triệu dân oan. Như vậy việc chúng ta tranh đấu hiện nay nó mang tính cách là thu phục nhân tâm, và cũng là tạo ra một cái sự hiểu biết cần thiết cho các bạn trẻ để họ ý thức rõ ràng rằng biển Việt Nam, Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Không có một cái lý lẽ nào do Trung Cộng bịa đặt ra, do sự thuần phục của Đảng Cộng sản mà có thể lay chuyển được cái sự thật đó. Và chính cái sự thật đó sẽ là một cái niềm tin, sẽ là một cái chỗ dựa vững chắc cho người trong quốc đội đứng lên để giải quyết cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Không có con đường nào khác hơn là chế độ này phải bị giật sập. Còn nếu không thì cái việc tranh đấu Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta sẽ đi vào ngõ cụt. Bởi vì nếu chúng ta tiếp tục ngồi thì chúng ta tranh đấu cách mấy, mai mốt nó giao nạp đất nước này cho Trung Cộng thì đương nhiên Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Cộng. Vâng, đấy chính là cái mấu chốt của vấn đề. Vâng, bây giờ thì xin mời luật sư anh Khô Môi muốn chia sẻ. Vâng, xin mời anh, và sau anh Khô Môi thì xin mời luật sư cho đôi lời để đúc kết buổi hội luận hôm nay ạ. Dạ cảm ơn anh Lạc Việt, dạ cảm ơn luật sư Nguyễn Hữu Thống đã đến để chia sẻ những cái tài liệu và những cái kiến thức rất là quan trọng để cho anh chị em ngồi đây mà học hỏi. Khô Môi có một cái câu hỏi cho luật sư Nguyễn Hữu Thống. Câu hỏi này chắc ai cũng đã đặt ra nhiều lần rồi, nhưng mà qua cái lời chia sẻ của luật sư thì Khô Môi nghĩ rằng luật sư cũng sẽ có một cái sẽ có một câu trả lời có thể là hay hơn, đơn giản hơn, dễ hiểu hơn và nhất là thiết thực hơn. Câu hỏi của Khô Môi là bây giờ đó chúng ta mở mang, chúng ta tạo cho người trong nước để họ hiểu biết, để họ đứng lên. Nhưng mà theo luật sư nghĩ đó, những cái yếu tố đó nó có đủ để thúc đẩy người dân đứng lên hay không? Bởi vì ngoài cái sự hiểu biết, còn những yếu tố nào cần thiết mà để cho người dân đứng lên? Và trong đó có cái sự góp phần của người hải ngoại như thế nào để mà lật đổ cái chế độ này? Không có, xin lặp lại câu hỏi nha. Ngoài trừ cái yếu tố mà luật sư đã trình bày, chúng ta làm thế nào để cho người dân trong nước họ hiểu được cái hiện tượng của đất nước và họ hiểu được thế nào là tự do dân chủ? Yếu tố đó có chắc chắn rằng họ sẽ đứng lên hay không? Nếu không đó thì sẽ cần thiết, cần có những cái yếu tố nào khác nữa, mà trong đó người Việt hải ngoại có thể làm gì để giúp cho cái yếu tố đó và tất cả mọi yếu tố nó hợp lại để mà lật đổ chế độ cộng sản? Vâng, không có, xin cảm ơn. Vấn đề lịch sử đó thì là cái biệt lịch sử của nó đó, thì đầu tiên thì nó nói là, thì nó là của nó, lịch sử của nó từ lâu rồi. Thế thì sở dĩ mà nó dùng cái chữ biệt lịch sử đó là nó bắt chước cái đế quốc La Mã ngày xưa, rồi thế kỷ thứ nhất đó, thì nó biệt lịch sử của đế quốc La Mã đó, nó chạy từ Âu Châu, từ bên Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha sang ở bên cực Tây đó, sang cực Đông này là biển nước Tuyết Kỳ, là Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là biển Địa Trung Hải. Thì nó gọi là cái biển Địa Trung Hải đó là biển lịch sử của đế quốc La Mã. Thế thì khi thằng Mao Trạch Đông lên đó, thì nó làm 1954, nó làm cái sách mới đó, thì nó là biển lịch sử của nó cũng theo như đế quốc La Mã đó, nó là biển của chúng tôi, thì nó không thực lập gì cả. Thế nhưng 1982 đó thì nó có ký công ước rồi, và khi đã ký công ước đó thì phải tuân theo công ước, và nếu anh theo công ước thì lại chỉ có 270 lý thôi. Thế thì đó là anh lại bị kẹt, thì anh lại dùng cái lối, anh dùng cái lối khác. Thế nhưng mà cái đó bây giờ thì hoàn toàn là bị bác bỏ rồi, anh đưa cái đường đi bỏ chiến đoạn đó, cái này thua rồi. Nhưng mà nếu mà hắn vì do gì hắn bướng, hắn với là hùng hổ bắt nạt người ngoài kia đó, thì tất cả các quốc gia trên thế giới chỉ có một cách là dễ thế nhất là tẩy chay, không ai buôn bán gì mà anh nữa. Thì trong vòng chỉ độ từ 3 đến 6 tháng này sụp mày,
cho nên không dám như thế. Vì vậy cho nên có những võ khí khác nữa, chứ không phải chỉ có vấn yếu vì nó yếu cố về pháp lý đâu. Chẳng hạn như là cái anh Quy Thanh bây giờ là bên Nga đó, cũng vì cái vụ mà Ukraine bây giờ đó là cũng suy sụp vì cái chuyện đó, là toàn thể Âu Châu thì họ không có buôn bán gì với anh cả, kẹt kẹt luôn. Thì tôi xin phép là vấn đề pháp lý thì là vấn đề cũng phải nghiên cứu, nhưng vấn đề chính là vấn đề tinh thần và tính đấu tranh. Thì cái đó chúng ta sẽ tùy cơ hội và chúng ta sẽ thảo luận nhiều lần về vấn đề này. Xin cảm ơn. Dạ thưa luật sư Nguyễn Đức Thống, câu hỏi của anh Khô Môi đó nó hơi khác một chút. Tức là ngoài cái yếu tố sự hiểu biết của chúng ta về Hoàng Sa, Trường Sa, ngoài cái yếu tố về Hoàng Sa, Trường Sa theo cái công ước quốc tế, theo luật pháp quốc tế, để chúng ta người dân họ hiểu biết về cái đó mà đứng lên đấu tranh, thì chúng ta có còn cái phương pháp nào khác nữa dành cho người quốc nội? Bởi vì chưa chắc sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa đã đủ cho người dân đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản. Vậy thì ngoài cái yếu tố sự hiểu biết về pháp luật đó ra, chúng ta có còn những cái phương pháp nào khác của người quốc nội, đặc biệt về tự do dân chủ nhân quyền hay không, tức là lĩnh vực chính trị hay không, để có thể đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản đó? Xin mời luật sư có thể chia sẻ lại với anh Khô Môi về cái điều này. Hồi tháng 7 này hay là năm 2017 đó, tuyên án thì cái người mà được thắng kiện là Phi Luật Tân thì họ đã giành được những cái chủ quyền của họ trên lãnh thổ, trên lãnh hải đó. Thế nhưng mà người Việt Nam thì không được, là bởi ông không đệ đơn. Thế thì dân chúng sẽ ý thức được thì là tại làm sao mà lại nước của mình mà không đòi, đến nỗi bây giờ mà để mà mất hết cả, mà chỉ là kẻ cầu lấy hết, thì tôi nói người chư dân sẽ bắt đầu bất mãn cái chuyện đó, là bị lộ ra thì là anh này chính là một cái tay sai, cái là đề hạ của bản cộng trung cộng. Thì lúc đó người dân sẽ theo tôi là sẽ uất đức và sẽ có thể nổi dậy được. Đó chỉ là một yếu tố, còn nhiều khía cạnh đấu tranh khác nữa, nhưng mà đó là một cái nguyên nhân theo tôi là mạnh nhất, là một cái bằng chứng rõ rệt là cái anh Cộng sản Việt Nam bây giờ là một cái thằng phản bội tổ quốc, là có tiền gọi là đi đến chỗ gọi là tất trạm sở được, tất trạm quyết đó. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn luật sư, và cũng anh Khô Môi cũng cảm thông, bởi vì luật sư là chuyên về vấn đề luật pháp, còn về cái mặt là chính trị, có những yếu tố khác nào ở trong các cái xã hội của người Việt Nam, người dân trong Việt Nam tiếp tục phải đứng lên đấu tranh thì không phải là cái sở trường của luật sư. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến cái phần đúc kết buổi hội luận hôm nay. Tất cả sự hiểu biết của chúng ta dựa trên những kiến thức thật là vững chắc, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cơ sở nào đó để chúng ta có thể nhận thức một cách xác thực những việc chúng ta đang làm, đặc biệt là tranh đấu cho Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông của Việt Nam. Mà nếu mà Việt Cộng tiếp tục thần phục quan thầy Trung Quốc như thế, trong cái vấn đề để cho Trung Quốc ra lệnh cấm đánh cá, rồi để cho Trung Quốc tiếp tục đánh đắm thuyền giết chết ngư dân Việt Nam, và để cho Trung Quốc xây dựng trên các cái hòn đảo của Việt Nam, đặc biệt là đảo Gạc Ma hay là đảo Hoàng Sa, thì những điều đó là những cái điều rất cần thiết cho người dân ý thức được rằng Đảng Cộng sản này không tôn trọng những cái đất đai, biển khơi, hải đảo của cha ông chúng ta. Và đây là một trong những cái yếu tố mạnh nhất, cộng thêm với những yếu tố chính trị và xã hội ở trong quốc nội, thì đó là một cái điều chúng ta cố gắng để làm trong khả năng của chúng ta. Và bây giờ thì buổi hội luận cũng sẽ đã đi đến phần đúc kết, và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cùng thảo luận với luật sư Nguyễn Đức Thống trong những cái chủ nhật tiếp theo.
Và bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta lắng động tâm hồn, cùng hướng về quốc nội. Những người đang là đấu tranh miệt mài trong quốc nội, tuổi trẻ có, trung niên có, người già có, họ đang đấu tranh một cách rất cực khổ và đối diện với kẻ thù rất là thô bạo, rất là gian ác, rất là lưu manh. Chúng ta cảm thông và chia sẻ những khổ cực của họ. Và bây giờ thì chúng ta hãy tặng cho họ những bó bông tốt đẹp. Và chúng ta cùng giơ tay lên trong cái quyết tâm của chúng ta là chúng ta tiếp tục đồng hành với những người trong quốc nội, trong khả năng của mình, trong lĩnh vực hiểu biết của mình và trong những cái vận động thiết thực của chúng ta. Tất cả đều hướng về một mục tiêu duy nhất là muốn giữ sự toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, trên biển khơi, trên hải đảo. Chúng ta không có con đường nào khác là phải tiếp tục giật sập chế độ cộng sản khốn nạn, sắc máu và toàn trị này. Vâng, thưa mẹ Việt Nam, chúng con vẫn còn đây. Xin mời các bạn cùng giơ tay. Con sẽ về bằng tròn dân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Dòng Kiều Long lên đỉnh Hương Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trong con từ khắp tam phương quay về, như ngày nào cùng bác mẹ ra đi. Vẫn còn đây dũng dân tiên rồng, vẫn còn đây cháu con lạc lòng. 50 người cùng mẹ lên núi, xây vững biển lập chiến đấu tranh. Còn 50 người vượt đại dương, cha thức xây lại quê hương. Trong con cùng chung góp máu đào, từ Đồng Đinh về tận miền Cà Mau. Em gặp lại anh trong một ngày mới, em gặp lại em trong một ngày vui, là ngày giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Em gặp mẹ cha trong ngày hội lớn, em gặp lại nhau trong ngày Việt Nam, giải phóng nước non rạng ngời, là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi. Vẫn còn đây trái tim diên hồng, vẫn còn đây máu xương Việt Nam. Con không hờn dù đời cay đắng, tâm không sờn dù lòng chẳng khăn xô. Còn hồn Việt Nam ta còn niềm tin, còn người Việt Nam sẽ có ngày quang vinh. Trong đêm trường phục sẵn mặt trời, mai bình minh về rồi Việt Nam ơi. Vẫn còn đây các con của cha. Con sẽ về bằng tròn thân xác, con sẽ về bằng hồn phách linh thiêng. Từ dòng Kiều Long lên đỉnh Trường Sơn, từ lòng đại dương đến chân trời quê hương. Trong con từ khắp tam phương quay về,
Lạc Việt xin thay mặt cho diễn đàn yểm trợ khối 8406 và Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam xin chân thành cảm ơn diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Cảm ơn tất cả quý bậc trưởng thượng và quý thân hữu trên diễn đàn phong trào liên kết, trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, trên các đài radio và trên các website. Và bây giờ thì Lạc Việt xin trao lại cái mic cho quý óc điều hành của diễn đàn phong trào liên kết dân chủ. Lạc Việt muốn lấy cái mic lại từ anh Phong Trần, bởi vì anh Phong Trần bị kẹt mic, thành thử ra bây giờ mọi người đều có cái red dot. Lạc Việt chưa biết làm sao để remove nó đây. Xin đợi trong giây lát nha. Mời anh Khô Môi lên trước đã.
Alo. Anh Lạc Việt ơi, chắc cũng đã lẩm cẩm quá rồi đúng không? Anh tự rét, tự bịt miệng mình, rồi bịt miệng hết tất cả mọi người. Thiệt tình. À, chứ không bao chào anh người Yên Đỗ ha. À, không có ai trong diễn đàn hiện giờ không có ốp nào hết ngoài trừ Lạc Việt. À, nguyên ngày hôm nay chẳng có ai mang ốp hết. Cho nên á, không có diễn đàn, nó không có ai vào được hết, bởi vì nó không có tên trên cái bảng. À, chào anh Na là anh Hữu Nguyễn nha. À, anh Lạc Việt ơi, anh chịu khó để cái ốp đó đi, lại buồn ra mang ốp thôi đi chứ. Rùm cả ngày, nguyên ngày hôm nay không có ốp, nó lại buồn. Bởi vậy cho nên á, cho nên chẳng có ai sinh hoạt hết trơn. Welcome back, đời bình an nha. Ok, thì bây giờ sau cái buổi hội luận rồi thì hôm nay thì không ai biết là một số anh chị em đã bị bận rộn cho nên không có sinh hoạt được, cho nên không ai trong thời gian này tạm thời thay thế mấy ốp đang bị đang bận hay là bận công việc gì đó. Hôm nay đó có một nhà toán học rất là nổi tiếng, ông Tây có tên là John Nash. Ông đó và là một người đã từng được thắng giải thưởng Nobel qua những cái phát minh